nó có tới lấy thì nói đi lấy cái cục đeo nha. Quần dài 75 ngàn về rồi mấy chị ơi. Chị nào chị nào vô xem like á, chấm cho em vài chấm lên mấy chị. Thấy trăm mấy chị lên rồi mà chưa thấy trừ hai cái áo 370. Khoan từ, em mới đặt thử cái mẫu này về em lắp ráp coi thử nó ra làm sao. Cái dĩa nó có cái tục vít ở dưới này nè, phải có cái tục vít dặn siết chặt cái này lại. Này nó không có cái tục vít. Đây có cái dĩa nhựa đựng trái cây hoặc là bánh kẹo nè, em thấy nó cũng hay hay, thấy nó cũng hay hay. Về có mấy cái để coi thử mẫu mã nó ra làm sao nè. Hôm nay em live buổi trưa thôi nha mấy chị, tại vì buổi tối là không có mấy bé nhân viên nó phụ em á, nên là buổi tối em không có like nha. Hôm nay em like buổi trưa thôi. Dạ em chào chị Đan Thanh, lâu quá mới thấy chị. Em chào chị Nguyễn Yến nha. Lâu quá mới thấy mấy chị lên nè. Có 4 thùng đồ gia dụng đó mấy chị, mà nó về 3 thùng rồi, bây giờ nó có thêm thùng nữa nè. Còn khoảng thứ hai, thứ ba, thứ tư gì tuần sau nữa đó là nó sẽ về hàng thêm nữa. Kệ nhựa này giá 80 nha mấy chị ơi, giá 80 nè. Nó bằng nhựa nha, nó bằng nhựa. Thì khi em gửi hàng cho mấy chị là nó sẽ như thế này nè. Về mấy chị chịu khó mấy chị ráp lại cho em, dễ ráp lắm. Dễ ráp lắm chứ không có khó ha. Đó, mình ráp lại vậy nè. Nó thành 3 tầng nha. Nó cũng bự đó mấy chị, cái dĩa bự nhất là coi như là hơn 20 nè. Hơn một gang tay của em nè. Giá là 80 nha. Áo em đang mặc là giá sale là còn 150 đó. Có kem nám không em? Không biết là chị nám nhiều hay ít chị Đăng Thanh ơi. Chị chụp hình cái
cái mặt của mình á, chị chụp chị gửi inbox qua cho em đi, nhưng mà chụp bằng cái camera sau, chị đừng chụp camera trước, nó đây mới chỉnh sửa hình ảnh á, nên em không thấy. Kem nám á, em có hai loại lận, ví dụ như da chị nào á nha mà bị đồi mồi, bị cái kiểu là lớn tuổi mình bị lão hóa, mình bị đồi mồi hoặc là nám nhẹ thôi, thì mấy chị có thể xài cái kem Oxen Tony Moly. Còn nếu như mà mình nám mà nám nhiều á, nám mà cái kiểu mà nó hơi có cái áo em đang mặc có màu khác á, để lát nữa em đưa màu lên cho xem, lát nữa em đưa màu lên cho xem, cái họa tiết đính đá không biết còn hay không, chứ còn mà đính đá khác thì nó có màu khác nữa đó. Cái kem nám nè của cái hãng The History of nè, của hãng Ford, cái hàng này là chung hãng với Ohui, với hàng Sum 37 á, mấy chị hàng cao cấp của Hàn Quốc nha. Đó, nó có mã code để cho mình kiểm tra hàng rồi hết cho mấy chị. Một bộ của nó như thế này là 600.000. Cái này là bộ mini thôi nha, bộ mini. Còn nó sẽ có cái bộ full, bộ bự nữa. Cái bộ bự là giá của nó tầm 3-4 triệu lận mấy chị, 3-4 triệu lận. Thì tại vì cái bộ lớn nó mắc tiền, do đó nó sẽ làm ra những cái bộ nhỏ này nè, để cho mình dùng thử, mình xem thử nó có hợp hay không. Nó có hợp hay không nha. Ủa vậy hả, sao mấy em không nhìn thấy ta? Đây nè chị, ở trong này một bộ của nó có 5 lọ. Một lọ là cái chai sữa rửa mặt ha, một lọ là chai sữa rửa mặt, một cái lọ nữa là nước hoa hồng, nước hoa hồng đó, một cái lọ nữa là emulsion, có nghĩa là giống như giống như cái serum vậy đó mấy chị, giống như cái serum nè. Rồi một lọ nữa là kem dưỡng trị nám, một cái lọ nữa là cao nám. Một bộ của nó vậy là có 5 món nè, giá là 600.000. Cái bộ này hiện tại là đang là bộ mà trị nám mà coi như là nổi tiếng của hàng luôn á. Chị có thể lên mạng chị search cái The History, History là lịch sử á, The History, hoặc là chị search là bộ trị nám của Ford cũng được, chị Ford, chị có thể chị tìm hiểu thêm ở trên mạng nè. Một cái set này là mini nha, cái mẫu này là mẫu test, mẫu thử á. Kéo đâu Ngọc? Rồi kéo ra kia. Sao cứ con Ngọc chứ con Tiên ăn cái kia. Nám á mấy chị, mình phải kiên nhẫn, mình trị, mình phải kiên nhẫn. Chứ nếu như mà mấy chị không kiên nhẫn á, mấy chị cứ đi mua mấy cái kem trộn mà nó có thành phần corticoid á, cái thành phần corticoid mà mấy chị bôi vô ha, là cái nám nó bay cực kỳ nhanh luôn, nhưng mà nó cái kiểu là nó teo da mấy chị, nó gây teo cơ, teo da đó. Do đó khi mấy chị bôi vô ha, thì đầu tiên là cái da mình nó đem nó trắng lên, thì mấy chị cứ tưởng đâu là nám nó hết, nhưng mà không phải đâu mấy chị. Càng sử dụng lâu á, là cái da của mình là nó càng te tua nữa, mà một khi nó đã mà nó mỏng da, nó bào mỏng hết cái nó teo cái cơ của mình rồi á, là trị rất là khó mấy chị, trị rất là khó, lúc đó nó còn tốn tiền ác nữa. Nên chị nào mà bị nám á, mấy chị phải từ từ, mấy chị kiên nhẫn nha, đừng có hấp, đừng có vội. Còn cái này là cái kem Tony Moly nè, cái này là coi như là dùng là tuyệt vời luôn rồi, không chê vào đâu được nữa. Nhưng mà giá thành nó cũng hơi cao chứ không phải rẻ đâu, giá sale là đã 1.2 triệu nha mấy chị, chứ còn mà giá không sale của nó tầm khoảng gần 1.5 triệu đến 1.7 triệu á, giá sale là 1.2 triệu nè. Mà bây giờ ở shop hiện tại em chỉ còn 2 hũ là hàng sale thôi, chứ hết hàng sale rồi. Để em coi thử có màu đen không cái đã. Cái họa tiết em đang mặc là màu đen không có. Họa tiết em đang mặc màu đen không có nha chị Yến ơi. Họa tiết em đang mặc màu đen không có, màu đen em chỉ có cái này thôi.
màu đen nè. Em chỉ có cái họa tiết đính đá này nè, hai cái chiếc guốc nè, Chanel hai cái chiếc guốc nha. Đó là màu đen em có họa tiết đó, với lại là anh coi cho nó ngã xuống nó đè cái thằng con trai em á nha. Đó, đây với lại cái bông lúa nè, màu đen em chỉ còn hai cái đó thôi. Dạ rồi, em chào chị Phương Võ. Màu đen em chỉ có hai cái họa tiết đó thôi chị ơi. Cái bông lúa này với lại là cái chiếc guốc hồi nãy á, chị lấy cái nào thì chị báo cho em nha. Màu đen em chỉ còn hai cái họa tiết đó thôi. Con vô trong đó con nằm đi, chứ không là coi như đè trúng con ở nhân luôn. Cái này 58kg thì chị mặc nó hơi xuông xuông nha, tay cánh tiên nè. Ờ à, khoan, để cái thùng hàng Mỹ nó mới về tức thì nè. Em thân khui ra. Collagen chị nào dặn em là có về luôn rồi nha mấy chị. Đợt này là nó đang sale xuống còn là 690.000 một hũ nha. Dạ ok chị Nguyễn Yến lấy cái bông lúa ha. Ok chị Nguyễn Yến lấy cái bông lúa nha. Tìm lấy cái bông lúa đi chị Nguyễn Yến chị. Sale còn 150 á chị. Đây collagen Mỹ nè, một hộp của nó là 390 viên là về rồi nha mấy chị ơi. Về có 3 hũ mà mấy chị dặn hàng hết trơn luôn rồi. Dặn hàng hết trơn luôn rồi. Đợt này sale cái đắt của nó tháng 4 năm 2022 nha. Đợt này sale còn có 690 nè. Là collagen em về luôn rồi nè. Rồi vitamin E. Vitamin E chị nào dặn cũng có hàng luôn rồi nha. Chị Hoa Lê hay chị nào dặn cái rồi. Nó về nó không có chịu quấn cái bóp bóp lại cho em. Nó bị mớp cái chai một chút nữa rồi nè. Đó, cái glucosamine, cái này là trị khớp hay lắm mấy chị ơi. Chị nào mà đầu gối á, đầu gối mà đau mà đi cầu thang không được á, mấy chị uống cái này hay lắm. Nó sẽ giảm, ví dụ như chị nào mà bị nặng á, thì nó giảm tầm khoảng cỡ 30% thôi. Còn chị nào mà mới bị sơ sơ á, là coi như hết luôn á mấy chị. Cái glucosamine nước nè, nó tác dụng rất là nhanh. Giá là 850 hay 890 em quên mất tiêu rồi. 850 hay 890 em quên mất rồi. Giá cỡ đó đó. Áo em đang mặc là sale còn còn 150.000 nha mấy chị. Áo đang mặc nữa nhé em. Dạ ok chị Nguyễn Yến, vậy là chị Nguyễn Yến hai cái ha, một cái màu em đang mặc với một cái màu đen bông lúa nha. Rồi ok chị, sale còn 150 á. À, em còn một cái màu đỏ nữa nè, họa tiết khác màu đỏ. Đỏ còn có một cái duy nhất mấy chị, đỏ này đỏ ớt nha, đỏ ớt cái vải của nó nè. Vải nó dạng giống như vải lưới, vải lưới hai lớp ha. Sale còn 150.000 màu đỏ nha. Cái form này chị nào mà tầm khoảng cỡ 65kg là mặc vừa, 60-65kg ha. Rồi màu tím còn có mấy cái à, không còn nhiều nữa chị ơi. Còn có mấy cái, mấy cái mẫu hàng sale này là coi như xưởng nó cũng hết hàng luôn rồi, còn nhiều là vơ vét hết rồi. Màu tím cũng đẹp nè, chị nào 60-65kg là mặc vô tư. Màu tím này, màu tím này đẹp nè. Đó mấy chị mặc trắng da ha, tay áo. Ý cái này nó bị lỗi mất tiêu rồi. Cái này nó bị lỗi mất rồi. Cái này nó bị lỗi rồi. Anh đi bỏ cái tím này vô đi lỗi. Cái tím nó bị lỗi mất rồi. Màu gạch nha. Đó, màu gạch. Màu gạch có một cái duy nhất luôn nha mấy chị ơi. Màu gạch. Màu này nó cũng lạ nè. Rồi, vậy là em còn có mấy cái như vậy đó. À, nó có một cái màu tím mẫu khác nè.
Đây có cái mẫu tím tím mà cái hình hai chiếc guốc nè. Tím nó có hình hai chiếc guốc nha. Rồi, ở đây em có được 5 cái kệ này giá là 80 ngàn nha. Chị nào đặt thì báo với em cái kệ này mình để trái cây hoặc là mình để bánh kẹo, bánh trái mình để trên bàn trà, bằng cái bàn phòng khách của mình đó mấy chị. Có thể để trái cây, ví dụ mình mua cam hay là mình mua hồng đồ gì đó nó chưa có chín á, mình có thể mình để ở bên ngoài bàn á, mình trưng cho đẹp. Hoặc là chị nào mà nhà mà có cái không gian bếp bự mà nó có cái ba ở phía giữa đó, mình có thể mình để trên, rất là dễ thương luôn. Giá là 80 ngàn cái này nha. Thì ở đây em chỉ có 5 bộ, hiện tại em ở đây em có 5 bộ nha. Cái này mấy chị có thể về lắp ráp cho em, lắp ráp cho em. Dạ rồi, ok chị Yến nha, em để cho chị hai cái đó, về mấy chị lắp ráp, lắp vô dễ lắm. Cái bao bóp của nó chị dục nó mất tiêu rồi tiêu ha, lát nữa coi thử tháo ra đó. Rồi con bọ em về thêm được ít nữa, bây giờ ở đây còn ít lắm chứ không có nhiều mấy chị ơi, còn ít chứ không có nhiều nha. Cái con bọ này là để cho mình để cái bót đánh răng, kem đánh răng, hoặc là chị nào mà nhà có mấy bé nó có thể để đựng bút viết cũng được mấy chị, đựng bút viết cũng được nha. Ở đây là đây nè, nó bự, cái con bọ này là bọ bự chứ không phải bọ nhỏ nha. Đó, nó ngang cái bàn tay của em nè. Đó, về nó có ba cái nút này nè, mấy chị đem mấy chị gắn vô ha, mấy chị gắn vô rồi mấy chị in vô ở trong cái tường gạch hoặc là mấy chị in vô trong kính. Còn nếu như mà ở cái tường mà tường sơn, tường vôi á, mấy chị có thể mua cái keo hai mặt á, mấy chị dán ở chỗ này rồi mấy chị in vô, mình dán vô trong tường nha. Dạ ok chị Nguyễn Yến, chị cho số điện thoại, chị cho địa chỉ luôn kìa gái. Đó, giá của cái con này là 14 ngàn một con ha, 14 ngàn một con. Em về thêm được 50 con nữa mà chốt hàng cho mấy chị dặn trước hết rồi. Ở đây em còn được khoảng cỡ 12, 13 con gì à. Còn 12, 13 con gì à nha. Dạ chị cứ xem từ từ, chị xem like đi rồi chị thích cái gì thì em chị chốt nha. Chứ bây giờ chị hỏi còn gì nữa không, em bó tay em biết là chị thích cái gì. Đó, cái con bọ này chị nào đặt thì ghi con bọ ha. Chị Huệ đặt 3 con, không biết con Ngọc nó để dành chưa ta, không biết con Ngọc nó để dành chưa nữa chứ. Bây giờ là em có 3 màu nha, màu vàng, màu xanh và màu đỏ. Thôi cứ để cho chị Huệ 3 con này đi, rồi tới chừng mà có dư thì bỏ ra ha, có dư thì bỏ ra. Đó, có màu vàng, màu xanh và màu đỏ nha. Màu xanh với màu vàng thì ít, màu đỏ thì nhiều nha mấy chị ơi. Màu đỏ thì còn hàng nhiều. Đó, chị nào lấy thì báo em giá 14 ngàn một con nha. Về mình có thể mình để mình in trên cái tường á, nền trên tường á, mình để kem bóp đánh răng rồi cho nó gọn. Có thể là ví dụ như nhà mà nhiều người mình có thể mình để 2 con ha. Hoặc là mình mua mình để bút viết cho mấy đứa nít cũng được, nó cũng dễ thương. Đó, xanh lá không có chị ơi. Bây giờ nó chỉ có 3 màu này thôi. Nhưng mà màu đỏ là nhiều, hai cái màu này thì còn ít lắm. Hai màu này còn ít hàng lắm. Dạ chị từ từ chờ em xíu nha, chờ em xíu em lên áo lẻ cho. Áo lẻ đa phần bên em có chụp hình, đăng hình hết á. Nếu như chị thích xem like á, thì chị xem. Còn nếu như mà chị không có thời gian xem like á, chị vô cái bấm ảnh á, chị xem lại ảnh. Ảnh đa phần có đăng hàng hết rồi á chị Yến ơi. Đây, ba con này cho chị Huệ đi rồi, cái chừng ấy tập. Có cái áo tím này nè, cái thùng bột tóc nó biết con Ngọc nó để dành cho mấy chị kia nữa chứ không biết nữa. Cái con này nó lo nó đi cái nó nôn nó đi một vội một cái như là nó không có biết cái gì là cái gì hết trơn. Ở đây em có mấy cái nón này về cũng dễ thương nè, thấy hay hay. Cái nón này nè mấy chị, đội nó êm lắm, tại vì nó là dạng bằng len nha, nó là dạng bằng len. Giá là 65 ngàn nha mấy chị ơi, cái nón này nè, giá là 65 ngàn một nón mà hàng đẹp lắm. Đây, cái nó là dạng len nha mấy chị ơi, thành thử là nó giãn, đội rất là êm tóc luôn. Ở đây em có, em về thử thôi, thành thử ít chứ không có nhiều. Ở đây em có hai cái nón màu hồng nè, giá là 65 ngàn, màu xanh, màu đỏ cho chị Mỹ Dung Tăng.
Chị Nguyễn nghe, con bò để em chốt con bò cho mấy chị cái đã nha. Chị Thúy Hằng nè, ba con bò ba màu nha. Chị Thúy Hằng ba con bò ba màu, chết cha rồi, màu xanh. Đây rồi chị Thúy Hằng nè, ba con bò ba màu, ok chị nha. Chị Thơm Lê, màu xanh hết mất tiêu rồi chị Thơm Lê ơi. Bây giờ màu vàng em chỉ còn một con duy nhất nè. Hả? Đây, nó chui vô đây. Rồi ok chị nha. Có một con xanh nè cho chị Thơm Lê nha. Chị Nguyễn Nga hết màu xanh rồi. Bây giờ chị Mỹ Dung Tăng ơi, em cho chị một con màu vàng, một con màu đỏ nha. Chứ bây giờ màu vàng cũng hết luôn rồi. Chị Mỹ Dung Tăng em để cho chị hai con màu vàng, con màu đỏ nha. Rồi là bây giờ em chỉ còn màu đỏ thôi á, hết bọ màu xanh màu vàng rồi. Chị Mỹ Dung Tăng em để chị hai con màu này nha. Mỹ Dung Tăng nè. Bây giờ em chỉ còn có 2, 4, 6 con màu đỏ thôi. 6 con màu đỏ thôi, giá là 14.000 một con ha. Còn cái nón màu hồng này là giá 65.000, nón đội rất là êm nha. Nón đội rất là êm mà nó hở đầu nha mấy chị ơi. Nó trống đầu nè. Đội thể thao ha, thể thao. Thì nó có em có 4 màu, cái này về ít chứ không có về nhiều. Về để coi thử cái chất liệu nó như thế nào, tại vì thấy giá nó mềm quá. Nên về coi cái chất liệu trước, nhưng mà về em thấy chất liệu rất là ok luôn nha. Đẹp, giá 65.000 tính ra rẻ cho không mất đâu mấy chị. Chị Minh Thư Lê nè, cho chị cái nón màu hồng nè, hả? Ghi vô nha. 65.000. Rồi chị Minh Thư Lê một cái nón màu hồng nè. Bọ đỏ cho chị Minh Thư Lê, ok chị Minh Thư Lê nha. Một con bọ đỏ cho chị Minh Thư Lê luôn nè. Con bọ đỏ cho chị Minh Thư Lê nè. Bỏ lấy cái bao bỏ vô luôn. Rồi, em có cái nón màu em đang đội màu hồng nè. Đó, màu hồng em có 2 cái ha. Rồi, màu cà phê sữa. Màu cà phê sữa nè. Rồi ok chị Nguyễn Nga màu đỏ nha. Ok cho chị Nguyễn Nga con màu đỏ luôn. Chị Nguyễn Nga ơi, chị cho em 4 số đuôi điện thoại đi. Cho em 4 số đuôi điện thoại đi. Chị cho em 4 số đuôi điện thoại nha. Nón màu da cộng màu đen. Rồi ok chị Loan Lưu nha. Cái này màu cà phê sữa, màu da là màu này nè. Màu da là màu này nè. Màu kem. Chị lấy màu kem hay màu cà phê sữa? Màu này là màu kem nè. Chị lấy màu nào chị chốt lại cho em đi. Chị Loan Lưu ơi, màu kem hay là màu cà phê sữa? Chị lấy màu nào chị chốt lại giúp em nha. Đây là màu kem nè. Đó. Rồi cái này màu đen chốt cho chị Loan Lưu nè. Cái nón đội rất là êm nha mấy chị ơi. Chị nào mà tóc dài mà cột đuôi gà, tóc dài mà cột đuôi gà, đội cái nón dễ thương ha. Rồi, khoan để chị Loan Lưu chị chốt cái màu gì ạ? Chị Loan Lưu chị chốt màu cà phê sữa hay là màu kem chị chốt cho em đi. Đó, màu đen nè. Giá 65.000, để cái hàng này em đặt thêm về, tại vì cái này em thấy hàng chất lượng ok nha. Rồi ok chị Loan Lưu cà phê sữa với lại là màu đen nha. Chị Loan Lưu hai cái nè. Rồi ok chị Loan Lưu, giá 65.000, đổi rất là sướng đó chị. Hả, cái gì vậy? Đây, chị Loan Lưu nè. Màu đen hết rồi mấy chị ơi, màu đen hết rồi. Bây giờ em còn màu hồng và màu kem nha. Em còn màu hồng và màu kem thôi. Cái màu hồng này cũng dễ thương nè. Em còn màu hồng và màu kem. Đó, màu hồng và màu kem. Chị nào mà tóc đuôi gà đội là coi như đẹp luôn nè. Rồi. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Nga. Ok chị Nguyễn Nga nha. Không, em xin số điện thoại để em lưu đơn, không có bị trùng tên Facebook thôi. Giao con Ngọc á, bình thường nó ở nó rành lắm, nó nhanh lắm, coi như là nó nhìn avatar là nó biết chị nào ở đâu liền à. Còn em nhiều khi em nhớ mấy chị nhưng mà em không biết là mấy chị ở đâu để mà nốt vô cho nó không có bị nhầm tên á. Ví dụ chị Mỹ Dung Tăng rồi là không sợ bị trùng, chứ còn chị Nguyễn Nga là nhiều khách tên Nguyễn Nga lắm. Đó, bây giờ nón em chỉ còn màu hồng và màu kem nha. Cái nón đẹp mấy chị, chất lượng ok luôn á. Giao em nhập về thử 5 cái để em xem cái chất lượng nó như thế nào á. Sợ là nó dởm á mấy chị, do giá nó mềm, giá rẻ quá. Nhưng mà về là thấy ok ha. Rồi, là em chỉ có mấy món đó thôi ha. Bây giờ em sẽ lên áo cho mấy chị nha. Con bò em còn mấy con nữa đó, màu đỏ. Em còn màu đỏ thôi, chị nào lấy thì báo em nha. Có collagen chưa? Có rồi nè chị. Nó mới về nè. Mới về collagen nè. Mới về tức thì luôn á. Có collagen nè. Có collagen. Thứ hai Ngọc nó vô nó gửi hàng cho nha chị ơi. Thứ hai vô gửi cho nha chị. Chị Mai thì Ánh lấy cái nón hồng đúng không? Chị Mai thì Ánh lấy nón hồng đúng không chị ơi? Đúng thì chị ok cho em ha. Phải chị lấy cái nón không? Chị Dung Lê chị ok chưa?
Ok cho em chốt. Em lên đơn em ấy luôn. Uống làm sao chị? Uống làm sao hả? Để khi mà gửi á, em gửi hàng á, em sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng kèm theo bằng tiếng Việt cho chị nha. Thì cái hũ này á, nó có 390 viên, một ngày chị sử dụng 6 viên, ở trên này nó cũng có ghi luôn nè. Một ngày chị sử dụng 6 viên nha, sáng 3 viên, chiều 3 viên. Chị uống ví dụ như uống vào một cái thời điểm nào đó nhất định cho em, ví dụ như buổi sáng mình uống trước khi ngủ dậy á, trước khi ăn sáng á. Thì ví dụ như qua ngày hôm sau mình cũng uống trước khi ăn sáng cho em, rồi buổi chiều mình uống 3 viên nữa, một ngày là 6 viên nha. Một ngày 6 viên. Nhớ là collagen mình phải uống thường xuyên cho em nha mấy chị, chứ mấy chị mà uống ví dụ như hết hũ xong rồi mình ngưng mình không uống nữa, mình thấy nó mình nhìn mình thấy sao uống hết hũ rồi mà cái hiệu quả, cái công dụng của nó sao chưa có thấy rõ á. Thì một hũ không xi nhê gì đâu mấy chị, collagen là phải uống trường kỳ kháng chiến, phải uống thường xuyên nha. Chứ thực phẩm chức năng mấy chị nó sẽ có tác dụng từ 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 từ, nó giống như thuốc bắc vậy đó, chứ không phải mà mình uống một cái là mình thấy nó công dụng liền. Có móc dán tường không? Móc dán tường đợt sau nha chị ơi. Móc dán tường bây giờ ở nhà sạch trơn hết luôn rồi, không còn cái nào hết trơn á. Chị uống trước ăn cũng được, sau ăn cũng được. Uống trước ăn cũng được, sau ăn cũng được. Giá 690, giá cái đợt này mua được được hàng sale á là 690 nha, bình thường của nó 750. Giá 690. Mới vô một máy ATM hình máy ATM hết rồi, máy ATM để đợt sau nó về. Máy ATM không, em không được lựa hình mấy chị. Máy ATM á đặt hàng không có cho lựa hình, nên là em có đặt á, tuần sau nó về á, là em về coi thử nó có cái màu gì á, xong rồi là em sẽ báo cho nha, chứ em không có được lựa hình. Nó tới 7 tới 8 hình gì lận, hình con Million, rồi hình Doraemon, hình Hello Kitty, rồi hình gì Bạch Tuyết, rồi hình con búp bê gì ta, con búp bê gì mà búp bê Elsa gì đó. Dạ rồi ok chị nha. Ủa chị An Nguyễn ơi, chị có cái hũ collagen không hay là chị có cái món gì nữa không? Tại vì con Ngọc nó không có ở đây nên em không biết hàng chị còn gì nữa không. Nếu như có cái hũ collagen không á, thì chị cho em xin cái số điện thoại luôn đi. Rồi lát nữa em gửi hàng cho chị luôn, cho em alo em chốt hàng em gửi cho chị luôn cho. Tại vì con Ngọc nó nghỉ cho tới thứ hai nó mới làm lại á, nên là hàng hóa gửi là coi như là em không có rành, giao cho con Ngọc nó quản lý cái việc mà chốt hàng với gửi hàng đi cho khách á. Kem chống lão hóa Oxon giá sale là 1,2 triệu á chị, 10 trăm ơi, giá sale là 1,2 triệu nha cái kem này nè. Có sữa rửa mặt tẩy tế bào chết, sữa rửa mặt riêng, tẩy tế bào chết riêng. Sữa rửa mặt thì bây giờ em có ở tại shop á, là em có 3 loại. Một là sữa bò, hai là cái hàng ô mui. Cái sữa rửa mặt á, là bây giờ là em có 3 loại nè, à 4 loại đây. Cái này là em dùng, em đang dùng nè, cái sữa bò nè dùng cũng gần hết rồi, cái nó cũng bong chữ luôn rồi nè. Đây cái sữa bò nha, cái sữa bò thì giá là 160 ngàn, cái sữa rửa mặt bò này giá 160 ngàn. Còn cái này á, nó thơm cái mùi sữa tươi nha mấy chị. Còn cái này á, thì hàng u hui ha, hàng này giá là 250 một tiếp nha, một tiếp. Cái này là hàng cái kiểu là hàng 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 thử, hàng để cho khách người ta mua người ta dùng thử, tại vì một tiếp lớn của nó tới 150 ml lận, mà tiếp này 80 ml, cái tiếp lớn của nó là 500 mấy lận mấy chị đó. Tiếp này là giá mẫu thử thành thử nó rẻ, nó chỉ có 250 thôi, 80 ml. Thì hai cái dòng này á chị dùng được cho da dầu, dùng được cho da dầu ha, da dầu. Còn cái này á, thì dùng cho da khô. Em thì em không thích dùng cái này bởi vì là bản thân em là da dầu, mà cái này á, nó khi mà mình rửa nó là dạng treo mấy chị, nó ít tạo bọt, nên khi mình rửa da chị nào mà da khô là xài cái này là rất là thích hợp luôn. Da chị nào da khô nè. Còn cái này thì phù hợp cho da dầu ha, phù hợp cho da dầu. Còn cái tẩy tế bào chết giá là 290 nha. Chết rồi. Vậy là chị An Nguyễn ơi, chị chịu khó đợi thứ hai đi, Ngọc nó vô xong rồi em gửi cho nha.
Chứ bây giờ cái đơn chị nằm ở đâu em cũng không biết luôn á. Đây. Da da dầu da thường là xài ok nè. Cái này nè. Cái ô hui này chị nào á, chị nào mà muốn dùng mà cái sữa rửa mặt mà nó có mùi nó thơm thơm á, mình rửa xong rồi mình cảm giác là nó thơm á thì mấy chị lấy cái sữa bò cho em. Em nói là em là một cái đứa mà nó ghiền sữa rửa mặt mà có mùi lắm. Ví dụ như sữa bò này, mùi sâm này hoặc là mùi sữa bắp á. Nên em cứ thích dùng những cái này. Còn mà chị nào mà không thích có mùi nha, mấy chị lấy cái tiếp ô hui này xài cho em. Cái tiếp ô hui này xài cực thích luôn. Nhưng mà điều cái nó không có cái mình rửa xong rồi nó không có mùi thơm gì hết trơn nên em không có thích ở cái chỗ đó. Đó, ô hui em xài xong rồi là coi như là em chuyển qua sữa bò này em xài hết trơn, với lại là cái sữa rửa mặt kén tầm này nè. Cái kén tầm này nè. Hũ này hũ 2 luôn rồi nè. Xài hũ 2 luôn rồi nè. Đấy, kén tầm nè. Cái kén tầm này thì nó trị mụn cám. Nó làm giảm mụn cám nha. Cái kén tầm này thì giá em sale còn là 190.000. Đó, còn chị nào mà thích không có mùi á mấy chị xài cái ô hui nè. À, ô hui cái hàng mà mini này á ít hàng lắm chứ không có nhiều đâu. Mấy chị về mấy chị sẽ thấy cái chữ not for sale ở phía sau này nè, là hàng để cho nó dạng như nó cho mẫu test, mẫu thử á. Rồi. Rồi em biết rồi. Vừa uống viên vừa uống nước được không em? Không chị ơi, chị uống cái nào chị uống một cái thôi, chứ chị vừa uống viên mà chị vừa uống nước á, là ví dụ như một ngày mà chị uống viên chị uống nước nữa là đem cái hàm lượng của nó sẽ cao quá, nó không có tốt nha chị. Tại vì là khi người ta nghiên cứu là một ngày mình hấp thụ bao nhiêu vô là có chừng. Nếu như mà chị xài quá cái định lượng của nó là cũng không có tốt nha. Nhiều khi ví dụ như nó không có đào thải được hoặc là nó không có hấp thu kịp, nó sẽ chuyển qua, nó sẽ có hại cho thận, cho gan nha. Nên là cái hàm lượng của nó cho phép một ngày bao nhiêu là mình chỉ uống bấy nhiêu thôi. Chứ mình không có nên mà ví dụ như mình ham quá xong rồi mình một ngày nó quy định uống một ống thôi, mà mình vừa uống một ống mình uống thêm viên nữa là nó lại quá lên. Chị Út Hiền lấy cái sữa rửa mặt nào? Rồi ok chị Mai Thị Ánh nha, lấy một tẩy tới bầu chết. Tiên em tới em lấy tẩy tới bầu chết. Cái tẩy tới bầu chết em chỉ cho mấy chị xài luôn. Cái tiếp này là tiếp em cũng đang xài nè. Cái tẩy tế bào chết mấy chị phải rửa mặt sạch cho em nha. Rửa mặt sạch cho em ví dụ ở đây là em rửa cho em ấy thử trên tay nha. Chứ mấy chị về thì mấy chị rửa trên mặt, tẩy trên mặt nha. Ở đây em test thử là trên tay. Nhớ là rửa mặt sạch cho em. Xong mấy chị lấy cái khăn giấy mấy chị lau khô cái mặt đi. Lau khô vừa thôi, không có cần lau quá khô đâu nha. Rồi bắt đầu mấy chị cho một cái lượng vừa đủ lên trên mặt của mình ha. Cho một lượng vừa đủ lên trên mặt của mình. Bắt đầu mấy chị cứ xoay tròn. Mấy chị cứ xoay tròn nè. Da là phải tẩy tế bào chết nha mấy chị. Không tẩy tế bào chết là nó giống như là nó có một cái lớp mà dơ ở bên mặt mình đó. Nó cứ sần sần mình rờ, nó không có mịn. Đây nè mấy chị thấy nè. Mấy chị thấy nó ra ghê chưa? Đó, chị nào mà hồi giờ không hay tẩy tế bào chết đó, mấy chị thử tẩy coi, nó ra kinh hồn ghê lắm. Mà mình tẩy xong rồi mình rửa mặt đó, thì mình thấy cái da của mình nó rất là mịn. Đó, đây. Cái gì không? Nó giống như đâu ở dơ ngàn năm. Rồi xong rồi mình cứ tẩy chừng nào mình cảm giác nó không có còn ra nữa rồi mấy chị rửa mặt lại sạch sẽ bình thường ha. Giá là 290 một cái tiếp tẩy tế bào chết. Rồi ok chị Út Hiền nha, chị Út Hiền lấy cái sữa bò đi, rửa sướng lắm. Lấy cái sữa rửa mặt bò á. Ôi ơi. Anh ơi. Rồi. Bây giờ em lên hàng quần dài 75.000 nha mấy chị ơi. Quần dài em đang mặc nè. Giá là 75.000. Đó. Mấy chị xem sơ qua cho em nha, để em đứng gần lại tại vì phía sau mấy anh ảnh bung đồ lên á. Cái quần này á thì chị nào khoảng cỡ 65 kg mà đều người gọn người giúp em. Còn nếu như chị nào mà vòng mông của nó maximum là 105 nha. Nếu như chị nào mà ví dụ như vòng mông của mình mà 110 thì nó sẽ không vừa ha. Thì vòng mông chị nào độ khoảng cỡ 105 trở xuống nha là mấy chị sẽ mặc vừa. Em là 55 kg, cao 1m57. Giá của cái này là 75.000 nha. Cái quần này hôm bữa trước em có thấy hai shop nó like, nó bán giá là 100.000 mấy chị.
Nó bán giá 100 ngàn ngàn nè. Đó, hàng vải đẹp nha mấy chị, chất lượng ok luôn, mà em bán giá có 75 ngàn, quá rẻ. À, bây giờ em sẽ đưa họa tiết cho mấy chị chọn nha. Em sẽ đưa họa tiết. Đó, khoảng cỡ 65kg là mấy chị bận vừa, mà mấy chị phải gọn người đều người. Còn nếu như chị nào mà mình không có tự tin là cái kiểu là mông mình hơi bự á, thì vòng mông này á, là mấy chị khoảng cỡ 105 thôi nha. Em vừa cho số đo vừa cho số ký, mấy chị lưu ý giùm em. Em sẽ đưa bông cho mấy chị chọn. Thực chất nó cũng chỉ có bao nhiêu họa tiết đó thôi. Không biết là mấy chị đã nhận hàng quần này về chưa ta? Mấy chị đã có chị nào mà đã nhận về chưa? Mấy chị đang xem live có chị nào đã nhận hàng chưa? Giá 105, đâu có lộn, giá 75 ngàn, còn mong là 105 nha. Rồi, quần em đang mặc là mã 1 nha mấy chị ơi. Quần em đang mặc là mã 1 nha, nó có chữ sọc xuống nè. Vải đẹp nha mấy chị, vải đẹp. Chị Hương ơi, chị lựa bông cho em đi, chị lựa họa tiết cho em đi. Giá có 75 ngàn rồi. Đây, quần dài ha, khoảng cỡ 65kg là mặc vừa nha. Nhưng mà ví dụ như chị nào mà bự con thì lưu ý vòng mông khoảng cỡ 105 thôi nha mấy chị. Đó, có túi luôn nè, mà cái lưng của nó nè, cái lưng nó là lưng thun mà bản bự nha mấy chị. Mấy chị nghĩ sao cái lưng thun bản bự và mà giá coi như may thành phẩm đồ ra nữa mà có 75 ngàn, mà hàng đẹp chứ không phải hàng bậy bạ đâu nha. Đường kim mũi chỉ chắc chắn nữa ha. Rồi, đầm Quảng Châu hả? Đầm Quảng Châu hôm bữa trước em like nguyên một like luôn rồi đó. Hôm bữa thứ mấy ta? Rồi, đợi từ từ em lên cái quần này xong rồi em lấy cho. Có dép không? Em không có dép chị ơi, em không có bán dép nữa luôn. À, dép đi trong nhà hả? Dép đi trong nhà không có. Dép đi trong nhà biết sao, cái xưởng mà em đặt á, nó lại hết hàng. Mà đặt cái xưởng khác á, hàng Quảng Châu á, đặt cái xưởng khác mà nó quy định đặt coi như cả trăm đôi, nó mới ấy, nó xỉ tới 100 đôi lận, nên em không có đặt hàng về. Cái xưởng của em hôm bữa trước nó đặt là maximum lắm là khoảng cỡ 50 đôi là ok nó gửi về. Mà bây giờ cái xưởng này nó bắt đặt 100 đôi lận nên em không có dám đặt. Rồi, quần em đang mặc là mã 1 nè. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 1 nha. Có màu nào nữa không chị? Đây nè, em đưa màu lên nè. Em đưa màu lên nè, quần nó sẽ có nhiều họa tiết nha. Chị nào lấy cái mẫu nào thì báo em. Thắng ơi, mã 1. Cái này là mã 2 nha. Vải đẹp mịn nha mấy chị. Đó, mã 2 nè. Mã 2 nha. Cái lưng là lưng bản lớn nè, mà có cái dây cột ở chỗ này luôn nè. Mã 2 nha. Rồi ok, chị Trình Dương mã 1 nha. Tối nay em không like nha mấy chị ơi. Tối nay tại vì là không có mấy đứa nên không có đứa nào phụ em like hết, nên tối nay em sẽ không có like ha. Mã 1 cho chị Trình Dương nè. Giá có 75 ngàn thôi. Ê, có cái bút nào còn màu không tiên cho chị bút có màu không? Rồi chị Mai Thị Ánh mã 2 nè. Hả? Không, để chị gửi tặng chị cái gì thêm, chờ chị một xíu đi. Rồi mã 1 cho chị Hoa Nguyễn nha. Cái em đang mặc cho chị Hoa Nguyễn. Rồi, chị Quy Đinh mã 2 nè. Ủa khoan, chị Hoa Nguyễn này là Hoa Nguyễn Hoa Nguyễn quận 7 phải không chị? Chị Hoa Nguyễn quận 7 phải không, hay là Hoa Nguyễn Thủ Đức? Chị ở đâu? Tự nhiên lâu quá quên cái avatar của chị luôn rồi. Chị Quy Đinh mã 2 nè. Mã 2 mã 1 hết rồi chị Nguyễn Hường ơi. Mã 1 hết rồi nha. Mã 2 nữa là cho chị Nguyễn Hường nè. Mã 1 em hết rồi, mã 2 cho chị Nguyễn Hường nữa là mã 2 em hết nha. Mã 2 em chỉ có 3 cái thôi. Chốt cho chị Mai Thị Ánh, chốt cho chị Quy Đinh, với lại chốt cho chị Nguyễn Hường là mã 2 em hết. Còn cái mã 1 em đang mặc nè là cho chị Hoa Nguyễn. Em ghi cái mã 1 chị đang mặc là Hoa Nguyễn nha. Rồi em đưa mẫu lên nữa nè. Mã 3 nha. Mã 3 là chấm bi nè mấy chị.
Mã 1 hết rồi, mã 2 hết luôn rồi nha. Bây giờ mã 3 là chấm bi nè. Chị Hoa Nguyễn là mã 1 em đang mặc là có cho chị, mã 2 hết. Bây giờ mấy chị chọn cái mã khác cho em nha. Cái này là mã 3 ha. Mã 3 là chấm bi nha. Mã 3 là chấm bi nha mấy chị ơi. Mỗi mã nó có mấy cái à? Tại vì là nó không có cho mình lựa mấy chị. Một chồng của nó là 10 cái là có thể có sẽ 7 mẫu. Do đó nó sẽ trùng vô trong đó thôi. Chứ rồi mã 3 nha. Mã 3 cho chị Hồng Sen này. Chị Hồng Sen cho em xin số với chị Hồng Sen ơi. Chị Hồng Sen cho em xin số điện thoại với nha. Mã 3 cho chị Nguyễn Hường nè. Ok chị Nguyễn Hường mã 3. Ok chị Nguyễn Hường mã 3 nha. Rồi em xả cái nón nha Diễm. Rồi ok chị Ánh em xả cái nón. Bao nhiêu ký mặc vừa? Tầm khoảng cỡ 65 ký. Nhưng mà nếu như mà mình bự con thì vòng mông khoảng cỡ 105 nha. Giá 75 ngàn. Giá 75 ngàn. Em 55 ký cao 1m57 á. 50 ký mặc em nghĩ cũng vừa chứ không gì hết trơn mấy chị ơi. 50 ký mặc cũng ok luôn mà. Đó, quần này quần ngoài dạng quần mặc nhà mà. Giá 75 ngàn. Mã 1 hết rồi chị Hoa Hồng ơi. Mã 1 hết rồi. Cái nào cũng bằng size hết chị. Cái nào cũng vòng mông 105 hết á. Rồi mã 3 cho chị Hoa Nguyễn. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị ở Thủ Đức hay là chị quận 7? Chị Hoa Nguyễn là chị Hoa Nguyễn Thủ Đức hay quận 7 với chị? Chị Hồng Sen số điện thoại nè. Ok chị Hồng Sen nha. Chị Hoa Nguyễn Thủ Đức hay quận 7 với chị? Em xin cái thông tin với. Rồi cái chấm bi này em còn một cái nữa, có chị nào lấy không? Mã 3 em còn một cái chấm bi nữa nha. Chị nào lấy thì báo em. Mã 3 em còn một cái chấm bi nữa. Quần chị đang mặc là cho chị Hoa Nguyễn đó nha. Rồi mã 3 cho chị Trình Dương nữa là em hết mã 3 ha. Em hết mã 3 nha. Giữ người tôi chạy lên nhá. Hai người có lấy được không? Rồi đây nha. Cho chị cái mã 3 hết luôn rồi chị Phương Bích ơi. Chị Trần Nguyễn Ánh Ngọc mã 3 em hết nha. Mã 3 cái cuối cùng em chốt cho chị Trình Dương là hết. À chị Hoa Nguyễn quận 1. Vậy là có thêm chị Hoa Nguyễn quận 1 nữa. Sao tự nhiên quên mất quận 1. Rồi ok chị Hoa Nguyễn nha. Ghi Hoa Nguyễn quận 1 vô cái quần chị đang mặc của Hoa Nguyễn quận 1 nè. Dạ ok chị. Mã 3 hết nha mấy chị ơi. Mã 3 hết. Mã 4 nè. Mã 3 chị Trình Dương là cuối cùng mà em chốt cho chị Trình Dương rồi đó. Mã 3 hết nha. Mã 4 nè. Mã 4 là cái sọc này nha. Quần 75 ngàn. Dài nha mấy chị ơi. Vòng mông là 105 ha. Khoảng cỡ 65 kg. Là chị nào đều người gọn người nha. Còn nếu như mà vòng mông mình bự thì mình lưu ý cho em là cái số đo của nó là 105. Nó còn co giãn nữa ha. Nó còn co giãn nữa. Đây mã 4 nè. Rồi ok nha. Cái này em bán giá 75 ngàn. Giá rất là rẻ luôn mấy chị. Tại vì đặt trực tiếp xưởng luôn. Không qua một trung gian nào hết trơn á. Mấy chị trên live, mấy chị coi live là coi như là mấy chỗ khác nó bán là tầm khoảng cỡ 100 ngàn hoặc là 95 ngàn á. Có nghĩa là cái giá đó là nó đã lấy lại chợ rồi chứ không phải nó lấy xưởng đâu mấy chị. Nó lấy lại chợ cái kiểu sợ mà không đổi hàng. Tại vì cái này người ta xưởng á là mình ôm là ôm nguyên cục luôn. Ví dụ như một lần 100 quần, một lần 100 quần như vậy đó. Là không có qua trung gian gì hết, không có đổi, không có gì hết trơn á. Thì nó sẽ rẻ hơn là ở ngoài chợ. Tại vì chợ là mấy bạn vẫn mua lại ở chợ mấy chị. Thì chợ thì người ta sẽ cho đổi. Ví dụ như cái bông này bán không được thì người ta sẽ cho đổi lại. Ngược lại thì cái giá thành nó sẽ cao hơn. Rồi cái mã 4 nha. Chị quăng cho em nha. Chị Hồng Sen cái mã 4 nè. Rồi chị Trình Dương mã 4 nè. Cái đó chị Hồng Sen chị chưa ghi vô. Rồi chị Trình Dương mã 4 nè. Chị Nguyễn Nga mã 4 nè. Chị Nguyễn Nga mã 4 nha. Giá là 75 ngàn ha. Rồi chị Hồng Hoa mã Hoa Hồng mã 4. Chị Hoa Hồng ơi, chị cho em xin số điện thoại đi. Chị Hoa Hồng, chị cho em xin số điện thoại đi. Tại vì Hoa Hồng hình như 4-5 chị rồi. Rồi chị Mai Thị Ánh. Hết mã 4 rồi mấy chị ơi. Hết mã 4 rồi. Chị Hồng Hoa cho Hoa Hồng cho em xin số nha. Mã 4 hết nha mấy chị. Mỗi mẫu nó chỉ có mấy cái nè. Mã 4 hết. Đó, ví dụ như bây giờ cái mã 5 này thì nó chỉ có 3 cái thôi. Tại vì một chồng quần nó sẽ có là mấy màu khác nhau á. Nó... Dạ ok em thấy chị Hoa Hồng rồi nha. Quần bao nhiêu ký vừa vậy Diễm? Quần 65 ký á chị. 65 ký là cao cỡ 1m55 trở lên nha.
Nhưng mà 65kg, chị nào mà ví dụ 65kg mà mình bự con á, thì em cho cái số đo vòng mông nữa là 105 nha mấy chị. Vòng mông 105 là mặc vừa nha. Quần em đang mặc em 55kg, cao 1m57, quần dài ha, giá 75.000. Bảo đảm như mấy chị, bao hàng luôn, rẻ nhất toàn quốc luôn á. Vải đẹp nha mấy chị. Đó, mà quần nè, cái lưng của nó nè, mấy chị thấy không, cái bản lưng thun của nó là bản bự luôn á, chứ không phải bản nhỏ đâu. Mà cái lưng của nó, cái thun nó nhẹ nhàng lắm, lưng rất là thoải mái. Rồi mã 5 nha, mã 5 cho chị Mai Thị Ánh nè. Mã 5 em chỉ có 3 cái thôi. Mã 5 cho chị Mai Thị Ánh nè. Rồi chị nào đặt nữa, mã 5. Mã 5 cho chị Quy Đinh một cái nha. Mã 5 cho chị Hồng Sen một cái là em hết ha. Cho chị Quy Đinh một cái nè. Rồi cho chị Hồng Sen một cái nữa là em hết mã 5. Mã 5 hết rồi mấy chị ơi. Mã 5 3 cái chốt cho chị Mai Thị Ánh, chị Quy Đinh với chị Hồng Sen nha. Là em hết mã 5. Rồi em lên mã khác nha. Đây, như cái mã 6 là chỉ có 2 cái thôi. Mã 6 chỉ có 2 cái thôi. Mã 6 nè mấy chị. Quần vải đẹp, bao hàng vải cho mấy chị. Giá có 75.000, mấy chị mặc ở nhà thoải mái luôn. Đó, mặc với áo thun mặc ở nhà sướng luôn ha. 65kg, cao cỡ 1m55 là mấy chị vừa. Còn chị nào mà ví dụ như vòng mông mình bự á, thì vòng mông khoảng cỡ 105 thôi nha mấy chị ơi. Mông chị nào khoảng cỡ 105 thôi nha. 105 là mặc thoải mái luôn á, tại vì nó còn co giãn nữa. Nó còn co giãn nữa ha. Đó. Rồi, mã 6. Mã 6 cho chị Trình Dương, mã 6 cho chị Mai Thị Ánh là em hết nha. Mã 6 có 2 cái à. Đây cho chị Trình Dương. Rồi cho chị Mai Thị Ánh một cái nữa là mã 6 em hết. Cái quần này về bao nhiêu cũng hết hết trơn á. Về bao nhiêu cũng hết hết. Rồi. Em hết mã 6 rồi. Hết mã 6 rồi, mã 6 có 2 cái à. Hết mã 6 rồi. Mã 6 là cho chị Trình Dương với lại chị Mai Thị Ánh á. Mã 6 có 2 cái làm cho chị Trình Dương với Mai Thị Ánh nha. Chị Cẩm Loan chị chọn mã khác đi. Còn cái nào đây, mã 7 mấy chị. Mã 7. Mã 7 nha. Đó, mã 7 nha. Mã 7 có 2 cái. Mã 7 có 2 cái nha mấy chị ơi. Cái này á, em nói thật mấy chị, lấy về mấy chị bán lại cũng còn rẻ mấy chị. Ví dụ như chị nào mà muốn mua về mấy chị chia lại ha. Mấy chị chia lại cho em 85.000 hoặc là 90.000 vẫn còn rẻ mấy chị. Ở trên live là người ta bán 100.000 hết trơn á. Ở trên live người ta bán 100.000 hết trơn á. Ra chợ sỉ là cái chợ, ở chợ sỉ là người ta bán giá 85.000 á. Thành thử là giá nó thành rất là mềm. Mấy chị cứ mua về, chị nào mà muốn mua về xong mình bán lại cho người khác cũng được, nhường lại cho người khác đó. Rồi mã 7 cho chị Mai Thị Ánh, mã 7 cho chị Nguyễn Hường làm hết nha. Mã 7 cho chị Mai Thị Ánh với chị Nguyễn Hường làm hết. Mã 7 em có 2 cái à. Mấy chị có thể về bán lại cũng được mấy chị, tại vì cái giá này nó mềm. Chị nào mà coi like rồi là mấy chị biết là người ta bán giá là 95 cho tới 100 ngàn không à. Rồi cái mã 8 đẹp nè. Cái mã 8 em có 4 cái nha. Đây, mã 8 đẹp nè. Dạ, quần đẹp lắm, quần cái chốc rất là đẹp chị. Quần chốc rất là đẹp. Giá có 75.000, quá mềm luôn mấy chị. Mà chốc đẹp lắm, co giãn sướng luôn á. Cái mã 8 này đẹp nè. Cái mã 8 này em có 4 cái. Mã 8 đẹp nè, chị nào lấy mã 8 nè. Rồi, mã 8. Đúng rồi, cái quần này đa phần là người ta bán 100.000 á. Như em nói á, tại vì em làm mua trực tiếp tại xưởng luôn, không có qua trung gian gì hết trơn á. À, ở ngoài chợ, chợ sỉ á mấy chị, là người cái mấy bạn khác mà bạn bán like á, bạn hay lấy lại ở chợ, là bởi vì ví dụ như màu nó bị tồn á mấy chị, ví dụ nó nhiều màu này nè, màu nó bị tồn thì ra đổi được. Nên do đó cái giá thành nó sẽ cao. Còn ví dụ như em lấy tại xưởng nó chỉ cho đổi lỗi thôi, chứ còn mà ví dụ như màu tồn đồ gì thì nó chỉ châm trước cho một ít thôi, chứ nó không có cho nhiều. Đó nên là mình lấy số lượng nhiều thì nó sẽ rẻ hơn. Cái đó điều đó là hiển nhiên rồi. Nên mình cũng thông cảm cho mấy bạn khác chứ. Đã.
Tại vì nhiều bạn bạn bán ví dụ như cũng không cái á, nên là mấy bạn muốn chắc ăn á. Rồi ok, chị Trình Dương cái mã 8 nha. Chị Trình Dương mã 8 nè. Chị Sa Ghê Nguyễn mã 8 nè. Ok, chị Sa Ghê Nguyễn mã 8 nha. Giá có 75.000 à mấy chị ơi. Chị Mai Thị Ánh nè. Chị Mai Thị Ánh mã 8 nè. Ok, chị Mai Thị Ánh nha. Rồi, 65kg mặt vừa. Vòng mông là chị Trình Dương mã 8 nha. Vòng mông là 105 á mấy chị. Ví dụ như chị nào mà 65kg mà mình thấy vòng mông mình bự á, thì cái giới hạn của cái số đo của nó là 105 nha. Trình Dương mã 8 chốt rồi chị. Trình Dương mã 8 chốt rồi hả? Ôi chị Trình Dương nhắc một lần thôi chị Trình Dương, đừng có nhắn 2-3 lần em bị nhầm á. Rồi chị Trình Dương chốt mã 8 rồi. Vậy là chị Hoàng Lan 55kg, 1m57 là chị mặc y như em á chị Hoàng Lan ơi. Chị Hoàng Lan hình như mấy bữa có số rồi đúng không? Rồi ok, chị Hoàng Lan mã 8 em hết nha. Nó có sọc sọc vậy không à, chứ nó không có đen trơn đâu chị. Nó sọc sọc vậy chứ nó không có đen trơn. Đa phần là đen hết mà, màu tối đâu có sáng đâu chị Tú Quỳnh. À, quần đó có size to không Diễm ơi? Dạ không chị ơi, cái size này 65kg là maximum, vòng mông là 105 thôi. Mã 8 là em chốt cho chị Hoàng Lan nha. Chị Vương Kiều Lan, chị chọn mã khác giúp em, mã 8 em hết rồi. Đây nè, đó cái màu nó tối mà chị Tú Quỳnh nó đâu có sáng lắm đâu. Mã 9 nha, mã 9 em có 2 cái. Mã 9 vải đẹp lắm, bao hàng cho mấy chị 75.000 mà cái chất rất là ok luôn nha. Cái chất rất là ok luôn á, mà chất lượng quần nè. Quần lưng thun bản bự nữa. Mã 9 em có 2 cái thôi. Rồi ok, em chốt cho chị Hoa Hồng Sen một cái mã 9, chị Quy Đinh cái mã 9 là hết nha. Đây chị Hồng Sen một cái mã 9, chị Quy Đinh một cái mã 9 là hết. Mã 9 hết rồi mấy chị. Mã 9 hết. Quần này em nói thật, mấy chị mua về, mấy chị ví dụ như thấy hàng xóm hay bạn bè rồi gì đó thích cái này, mấy chị nhường lại giá 85-90 ngàn, mấy chị vẫn ok mấy chị. Tại vì vẫn rẻ hơn ở trên line người ta bán mà. Mã 9 em hết rồi, mã 9 có 2 cái à. Quần ống bao nhiêu hả? Ống chị muốn đo ống ngay chỗ nào? Ống chị muốn đo ngay đùi hay là ngay dưới ống chân? Ngay đùi nha. Ngay đùi là 33, là 66 á. Ngay cái vòng đùi luôn nè. Là 33, 66 nha. Là cái vòng đùi là 66 á. Mã 9 em hết mấy chị. Đây là mã 10 nè. Mã 10 nha. Mã 10 nè. Cái sọc của nó là sọc lăn tăn gợn sóng ha. Mã 10 nha. Dưới like đúng không? Dưới like là được coi 19. Dưới like là 19. Dưới like là ngay chỗ đây luôn nè. Ngay cái like quần luôn nè là 19 nha. Em nghĩ dưới like đâu quan trọng đây nè. Em mặc đẹp quần. Cái ống đó là ống hơi suông suông mà, nó đâu có ôm lắm đâu. Không có ôm lắm đâu. Tại vì quần này mà may cho mình mặc ở nhà mà nó thoải mái. Rồi mã 10 nha. Mã 10 chốt cho chị Tuyết Vân nè. Dạ ok chị Tuyết Vân nè. Mã 10 em chốt cho chị Tuyết Vân này nha. Mã 10 có 3 cái thôi. Mã 10 em chốt cho chị Phương Nguyễn. Chị Phương Nguyễn ơi, cho em xin số đi chị Phương Nguyễn ơi. Chị cho em 4 số đuôi điện thoại cũng được. Chị Phương Nguyễn cho em 4 số đuôi điện thoại cũng được nha. Chị Phương Nguyễn nè. Mã 10 rồi. Chị Hoa Nguyễn mã 10 luôn. Ok chị Hoa Nguyễn mã 10 luôn. Chị Phương Nguyễn lát nữa chị cho số điện thoại đi nha. Rồi mã 10 em có 2 cái là hết rồi mấy chị. Mã 10 hết nha. Bỏ thời gian ngồi chọn lời. Không, cái này là cho vui. Có nghĩa là mấy chị mua cho vui, chứ đâu phải nếu như mà mấy chị mua mà mấy chị thực sự để mấy chị bán á thì là lại khác. Còn ví dụ như mà mình cái kiểu là mình mua về xong rồi bạn bè hay ai mà thấy thích á mà nói thôi mày nhường lại cho tao một cái đi. Đó là ý em nói vậy. Chứ còn mà nếu như mà mua về mà để bán thì nó lại khác mấy chị. Nó lại khác. Rồi mã 10 em hết mấy chị. Chị Phương Nguyễn mã 7 hết rồi. Hồi nãy giờ mấy cái mã trước là hết rồi. Chị Phương Nguyễn gì coi cho số điện thoại đó. Chị Vũ Trinh bị ẩn comment nha. Không thấy một cái rồi thấy chị Vũ Trinh mã 10 nè. Mà chị nhắn sâu nha. Chị nhắn sâu chị Hoa Nguyễn nữa đó. Chị Tuyết Vân trước rồi tới chị Phương Nguyễn, rồi tới chị Hoa Nguyễn, rồi mới tới chị lận. Chị Vũ Trinh nhắn sâu á. Đây, cái này mã 11 nha. Mã 11 nha mấy chị ơi, cái sọc nè. Mã 11 nha. Đó, mã 11. 65kg trở lại mặt vừa nha mấy chị ơi.
vòng mông, nếu như chị nào mà 65kg mà vòng mông mình bự á, thì giới hạn cái số đo của nó là vòng mông là 105 nha mấy chị. Vòng mông là 105 ha, mã 11 nè. Đó, mã 11 nha. Đây, mã 11 nè. Rồi, ok, chị Hồng Sen, mã 11, em ghi chị Hồng Sen đi. Ok, chị Hồng Sen, mã 11 nha. Chị Hoàng Lan, mã 11 nè, ok chị. Chị Hoàng Lan, mã 11. Em nói với chị mua cái quần này về, mấy chị không có tiếc đâu. Mặc quần, quần mặc rất là thoải mái mà sướng nữa. Chị Phương Nguyễn, mã 11 nè. Ủa, Phương Nguyễn chị đi mới Hoàng Lan rồi đúng không? Chị Tú Quỳnh, mã 11 nè. Mấy chị ơi, áo lẻ á, em đa phần em có chụp hình hết rồi á, đa phần em có chụp hình hết rồi. Bây giờ em sẽ like quần xong em sẽ lên áo. Nếu như chị nào mà có thời gian á, mấy chị ngồi xem like tiếp rồi lát nữa em like áo. Còn nếu như mà mấy chị mà không có thời gian á, thì mấy chị có thể lên trên cái album ảnh á, mấy chị xem nha, em có đăng lên hết rồi. Áo là đa phần em có chụp hình em đăng lên hết rồi. Và mấy chị để ý ngay ở trên cái móc á, ở trên cái móc áo hoặc là ở phía ở trên cùng cái ảnh á, là tiên á, nó có ghi là cái số đo vòng 1 á, nó ghi chữ V1 á mấy chị, là cái số đo vòng ngực á. Mấy chị nhìn vào đó là mấy chị biết được cái size của mình nha, và có cái giá thành ở trên đó luôn, là nó dễ lắm. Rồi, cái mã 11 em hết rồi, mã 11 em chốt cuối cùng là cho chị Tú Quỳnh á, là mã 11 em hết sạch xanh luôn rồi đó. Trời, về mấy chục quần cũng hết luôn rồi mấy chị. Dục dục qua đây chị. Về mấy chục quần mà hết sạch luôn rồi. Còn ở đây khoảng có 10 cái à. 75.000. À, chị Định Cúp Điện có cái Facebook hay quá. Có Facebook tên hay quá. Lên đầm hả? Bây giờ muốn lên đầm gì? Muốn lên đầm gì? Bây giờ ở nhà đa phần là còn đầm Quảng Châu. Bây giờ ở nhà còn đầm Quảng Châu. Đầm bây giờ nó không có cái mẫu gì mới hết. Mấy chị, nó có hàng mới thì giá lại cao. Đầm mà giá ví dụ như ở trong vốn mà 700-800.000 rồi thì làm sao mà bán được. Là hàng Quảng Châu, hàng đẹp luôn á. Mà 700-800.000 trong vốn làm sao mà bán nổi. Không, là mà lấy hàng về, hàng Quảng Châu là đặc biệt là lấy hàng không đổi trả mấy chị. Mà em ôm một cái mấy chị cứ tưởng tượng đi. Ví dụ như cái đầm mà 700-800.000 thì em cộng cho mấy chị là 150.000 nha. Mà nó tồn một cái là em chết. Đó, mấy chị cứ tưởng tượng đi, mấy chị cứ nghĩ là bán là nghĩ là lời cho mình. Thực chất là ví dụ như bị dính hàng tồn là khổ lắm luôn. Đây, cái mã 12 nè. Hàng mà hàng đầm Quảng Châu mà hàng mắc tiền, mấy chị mua hàng là không có đổi trả, không có gì hết trơn á. Là coi như ráng mà ôm. Mà coi như mỗi mẫu là lấy phải 2-3 cái, có nghĩa là 2-3 size á. Chứ đâu phải lấy ít đâu mấy chị. Mà mua ví dụ một cái mà cứ cộng 150.000 thì mấy chị cứ 700-800.000 mà tồn cái là tiêu liền. Mã 12 nha. Rồi, ok cho chị Tuệ Gia. Ở nhà em còn mấy cái mẫu kia để lát nữa em like đầm cho. Em like đầm cho, mẫu nào sale được thì em sale. Chị Tuệ Gia cái mã 12 nha. Chị Vương Kiều Lan cho em xin số với. Có số rồi đúng không? Rồi, ok chị Vương Kiều Lan mã 12 nha. Mã 12 em có 2 cái, em chốt cho chị Tuệ Gia một cái, em chốt cho chị Vương Kiều Lan một cái là em hết nha. À, là chị Thảo Trinh nhận quần rồi hả chị? Chị nhận quần rồi đúng không? Quần đẹp đúng không chị? Cái quần chất đẹp lắm. Có 75.000 giá rẻ mà quần chất rất là đẹp, mặc sướng nữa. Chị Thảo Trinh nhiêu ký hả chị? Chị nhiêu ký, cao nhiêu hả chị? Để em biết em chốt cho khách luôn. Tại vì quần này là báo là 65kg á, mà không biết chị nhiêu ký. Mặc thoải mái không chị? Rồi, cái mã 12 em hết nha. Bây giờ là mã 13 nè. Mã 13 nha. Mã 13 có 3 cái. Mã 13 có 3 cái nha. Đó, mã 13. Quần mặc cái kiểu nó hơi rộng rộng rồi, thoải mái lắm. Rồi, ok chị Ngọc Ánh nha. Mã 13. Chị Ngọc Ánh mã 13 nè. Chị Phương Nguyễn mã 13 nha. Chị Phương Nguyễn mã 13, ok chị Phương Nguyễn ha. Rồi, chị Tuyết Vân mã 13 nữa là em hết mã 13. Mấy chị biết sao, mấy cái quần này mình mua với cái áo, mình ở nhà mình có áo thun nữa. Mình mặc mã 13 hết rồi. Rồi mình mặc, mình ở nhà mình nấu ăn, nấu uống, đi tới đi lui, rồi mình làm công chuyện được. Nó sướng nữa, mà nhẹ lắm, mặc rất là mát. Còn cần mấy cái đó là like hết rồi. Mã 13 em có em chốt cho chị Ngọc Ánh, chị Phương Nguyễn, chị Tuyết Vân nha. Chị Tú Quỳnh không có mã 13 nha chị ơi. Mã 13 có 3 cái à. Rồi, mã 14 nè. Ở đây em còn khoảng chục quần nữa là hết rồi. Mã 14 nè. Dạ, ủa vậy chị Phương Nguyễn cũng đặt cái này rồi á. Chị cũng đặt cái này rồi hả?
ơn chị Tấn Thúy nhiều nha, cảm ơn chị. Rồi em sẽ cố gắng đi nghiên cứu đầm cho mấy chị nha, cố gắng đi nghiên cứu. Rồi mã 14 nè, đó giá 75.000 thôi. Chị Trần Nguyễn Ánh Ngọc nè, Trần Nguyễn Ánh Ngọc có số điện thoại ở trên chưa? Chị Trần Nguyễn Ánh Ngọc cho em xin số nha chị ơi, mã 14 cho chị nè. Chị Ngọc Ánh dồn đơn ok chị nha, mấy chị yên tâm đi, bên em đa phần là để dành dồn đơn cho mấy chị hết á, cho đỡ tốn tiền ship của mấy chị. Rồi ok chị Ngọc Ánh nè. Chị Tú, chị Phạm Nga mã 14 nè. Vậy là chị Tú Quỳnh không có nữa. Ủa sao chị Tú Quỳnh chậm vậy chị Tú Quỳnh? Chị Phạm Nga ơi, chị cho em xin số điện thoại. Chị Phạm Nga cho em 4 số đuôi điện thoại cũng được. Do Phạm Nga hình như có hai chị hay sao á. Cho em 4 số đuôi điện thoại đi, chị Tú Quỳnh cũng không được nha. Nhanh lên mấy chị. Rồi em thấy số điện thoại chị Ngọc Ánh rồi. Bây giờ là còn quần một cái không đúng không? Rồi bây giờ là em còn quần mà một cái không nè. Còn một cái không nha. Bây giờ là em like lên là mỗi mẫu một cái á. Mỗi mẫu một cái á nha. Hết rồi, trời ơi, 50 quần sạch sẽ hết rồi mấy chị ơi. Hàng mà nó làm không đủ giao mà. Rồi em thấy số điện thoại nha chị Phạm Nga. Rồi em thấy số chị rồi, em cảm ơn chị Phạm Nga nha. Lại mã 1 nha mấy chị ơi. Mã 1 nè. Trời ơi cái này đẹp quá mà có một cái duy nhất nè. 1 nha. Mã 1, chị nào chốt cho em mã 1 nè. Một cái duy nhất nha, bây giờ là hàng một cái á. Không, chị Phạm Nga trước á. Chị Phạm Nga trước nha. Để em chụp màn hình lát nữa em gửi cho chị cho. Chụp màn hình lại lát nữa gửi inbox cho chị Tú Quỳnh á. Chị Phạm Nga chị chốt trước chị Tú Quỳnh á, chứ không có sâu đâu. Đây, mã 1. Bây giờ là quần một cái thôi nha. Mã 1 cho chị Phương Nguyễn nè. Ok, mã 1 cho chị Phương Nguyễn nha. Dạ rồi ok chị Nguyễn Hường nha. Ok chị Nguyễn Hường. Đơn của mấy chị là thứ hai Ngọc nó đi chơi về xong nó sẽ gọi điện chốt hàng nha mấy chị. Chứ ngày mai ngày mốt là bên em không có chốt hàng nha. Mã 1 hết rồi nha mấy chị ơi. Mã 1 là chốt cho chị Phương Nguyễn nha. Rồi mã 2. Mã 2 nè, bây giờ là quần có một cái thôi nha. Mã 2, quần giá 75.000 đó chị Bùi Phượng ơi. 75.000 thôi. Áo đang bận áo em đang bận giá đang sale là 150, nhưng mà cái mẫu này hết. Em cái họa tiết đính đá này hết, còn cái đính đá dạng khác nha. Màu này thì còn nhưng mà cái kiểu đính đá nó khác hết. Giá đang sale còn 150 nha. Rồi mã 2 cho chị cúp điện nè. Chị ơi cho em xin cái số điện thoại nha, cho em xin số điện thoại. Bây giờ quần là còn một cái thôi mấy chị. Rồi mã 3. Mã 3 là Gucci nè mấy chị. Mã 3 nha. Mã 3 một cái thôi nha, giá 75.000 nha mấy chị. Giá 75.000 mã 3 nè. Đó, mã 3 nha Gucci. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Ôi cái mã 3 này nó bị lỗi rồi mấy chị ơi. Cái mã 3 nó bị lỗi rồi nha. Bỏ vô ghi chữ lỗi chị cái. Mã 3 nó bị lỗi rồi. Cái lưng thun của nó bay bị, nó may bị chéo rồi. Mã 3 nó bị lỗi rồi nha. Mã 4, mã 3 bị lỗi mấy chị ơi. Mã 3 bị lỗi nha. Mã 4 nè. Cái mã 4 đẹp nè. Mã 4 nè. Dạ không có size lớn. Không có size lớn mấy chị ơi. Không có size lớn, có size nhỏ không à. Mã 4 nè. Vòng mông mấy chị khoảng cỡ 105 nha. Mã 4 cho chị Phương Nguyễn nè. Ok chị Phương Nguyễn nha. Mã 3 bị lỗi rồi, mã 3 bị lỗi rồi. Mã 5. Cái màu mã 5 cũng đẹp nè. Mã 4 hết rồi, mã 4 có một cái à. Mã 5 nè. Mã 5 đẹp nè. Đó, mã 5 nha. 75.000 thôi mấy chị ơi, mã 5. Mã 5. Mã 5 cho chị Ánh Ngọc nha. Mã 5 cho chị Ánh Ngọc. Mã 5 cho chị Ánh Ngọc nha. Cái vải nó cũng không đẹp chị. Cái mẫu đó cái vải nó cũng không đẹp. Để em trả lại đi. Để em trả lại đi. Để em lựa cái nào hàng nó đẹp đó. Chứ còn mà nó không đẹp quá trả lại đi mấy chị. Đây, cái này là mã 6 nha. Mã 6 nè. Túi sâu, túi tương đối. Đây, cái túi nè. Thấy cái ngón tay của em không? Cái ngón tay của em tới đây nè. Tương đối nha.
Đó, cái bút lông vô mà không bị lòi nè, cái bút lông vô mà nó nằm ngay ở đây nè, là cái túi tương đối sâu chứ không có cạn đâu mấy chị. Cái bút lông vô mà nó nằm ngay ở đây nè. Đó mấy chị thấy không? Nó nằm lọt thổm vô trong cái túi nè. Đó. Là cái túi cũng tương đối sâu chứ không cạn đâu nha. Mã 6 cho chị Tuệ Gia nha. Ok chị Tuệ Gia mã 6 nè. Tội chị Tú mình không, chị chốt cái nào cũng sâu hết trơn. Để bữa sau hàng về chị lấy mấy cái em nhường cho chị, tại vì chị hay kém màu á nên em không có chọn cho chị được. Mã 7 nè. Chị nãy giờ chị chọn cái nào cũng sâu hết trơn, không được cái nào hết. Mã 7 nha. Mã 7. Hàng một cái không à, mã 7 nha. Hết mã 6 rồi. Hết mã 6, bây giờ hàng này là còn một cái thôi là hết luôn rồi đó mấy chị ơi. Hồi nãy giờ em like mấy chục quần là sạch trơn hết rồi. 5-60 quần về hết rồi. Mã 7 cho chị Phan Anh Tuấn. Phan Anh Tuấn cho em xin số nha. Phan Anh Tuấn cho em xin số điện thoại với. Rồi ok em thấy số điện thoại rồi ha. À, mã 8 nha. Mã 8 nè. Mã 8 nha. Nói chung em cũng lựa mấy chị. Ví dụ như em bung hàng ra em thấy cái vải mà nó hơi xấu xấu một chút là em cũng trả lại chứ em cũng không ấy. Đây. Mã 8 nha. Rồi mày trả luôn. Rồi, mã 8 cho chị Văn Hùng là em hết nha. Em hết. Mã 8 cho chị Văn Hùng là hết luôn rồi đó. Em xin số điện thoại nha mấy chị ơi. Chị Văn Hùng là có số đó. Văn Hùng khách khách quen á, chỉ có mình chị á. Hết rồi mấy chị, quần sạch sẽ luôn rồi. 50 quần là sạch bách hết luôn rồi, để em nhập về thêm cho. Tại vì đặt nó 100 quần mà nó không có hàng, nó giao có trước có 50 rồi. Nó giao trước có 50 hàng à. Nó giao chiều tối hôm qua. Hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi mấy chị. Bây giờ em lên cái này là quần ngắn nha, quần lửng. Quần lửng thì nó nhỏ hơn á mấy chị ơi. Em lên quần lửng nha. Quần lửng thì vòng mông mấy chị 100 thôi ha. Mấy chị khoảng cỡ 60kg, vòng mông 100 là cái quần lửng nha. Vòng mông 100 hoặc là 102 á mấy chị. Vòng mông 100 hoặc 102. Cái chị đang mặc cho chị Hoa Nguyễn Thị Ngọc. Rồi, áo em mặc form bự nè. Rồi, sọc nhỏ đúng không? Ok chị nha. Em đặt xưởng tới 100 cái mà nó không có hàng, nó làm hàng không kịp á. Trời, cái áo em đang mặc nè mấy chị, sướng lắm luôn nha. Áo em đang mặc nè. À, cái quần em đang mặc là quần lửng nha mấy chị ơi, giá là 70 ha. Quần lửng giá 70, vòng mông 100 hoặc là 102 mấy chị sẽ mặc vừa. Tầm khoảng cỡ 50 cho tới 60kg nha mấy chị ơi. 50 cho tới 60kg giá là 70 ngàn là cái quần lửng em đang mặc nè. Còn áo em đang mặc nha, giá là 101. Hàng chất cô tông nha mấy chị, hàng cô tông Việt Nam nha. Co giãn thoải mái mà mặc rất là sướng luôn. Đặc biệt cái mẫu này là tay lỡ nè mấy chị. Cái mẫu này là cái tay nó tay lỡ nè. Vòng 1 của nó tới 115 lận mấy chị. Áo em
đang mặc nè, giá là 101 nha. Vòng 1 là 115, thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ 110 á mấy chị sẽ mặc vừa nha. Vòng 1 110 mấy chị sẽ mặc vừa. Áo này 75 kg em nghĩ ok nè. Áo này là em nghĩ là 70 75 kg là vừa đó mấy chị. Vòng 1 của áo tới 115 lận. Chị nào vòng 1 khoảng cỡ 110 mấy chị sẽ mặc vừa nha. Giá là 101. Giá 101. Đó, thêu là thêu trực tiếp vô áo luôn nè. À, lửng có chấm bi không? Lửng lửng không có chấm. Ê, cái này phải chấm bi à? Không phải đâu. Lửng không có chấm bi chị ơi, lửng không có chấm bi. Chị vịt bầu vừa không chị? Vòng 1 nó là 115. 115 nha, thì chị nào vòng 1 110 là vừa đó. Vòng 1 110 là vừa, mặc thoải mái luôn. Chị nào 70 75 kg ok luôn á. Giá 101 nha. Em đưa màu cho mấy chị chọn. Màu em đang mặc là màu rêu ha. Màu em đang mặc là màu màu bơ đi ha, màu bơ nha. Màu em đang mặc là bơ nha mấy chị. Màu bơ. Màu này là màu cam. Màu cam nè. Màu gạch á. Rồi vậy chị dịch bầu lựa màu đi. Chị dịch bầu lựa màu nha. Tay là tay lỡ luôn nè. Áo tay lỡ luôn ha. Đó, có xẻ lai luôn nha. Có xẻ lai luôn. Giá là 101 ha mấy chị. Màu em đang mặc màu bơ nha. Màu này là màu màu gạch nè. Màu bơ, màu gạch. Màu đỏ đô nha mấy chị. Chị dịch bầu lựa màu đi. Màu đỏ đô nè. Đỏ đô nha. Màu đen. Màu đen. Rồi, màu xanh ngọc ha. Màu xanh ngọc. Xanh ngọc nè. Màu vàng. Vàng chanh ha mấy chị, màu vàng nha. Màu cà phê sữa. Màu cà phê sữa nè. Màu nâu. Có. Màu đen cho chị Thủy Lê nè, màu đen hết mất tiêu, chị vịt bầu màu đen có một cái à. Đen hết mất tiêu rồi. Màu nâu. Đó là em hết nha, em có mấy màu đó thôi. Màu em đang mặc là màu bơ. Màu gạch, mấy cái màu gạch ở đây đẹp nè mấy chị, màu bơ cũng đẹp nè. Màu gạch, màu em bơ nè. Màu đen, rồi, màu đen hết, màu đen hết. Màu nâu nha. Màu cà phê sữa. Mấy màu này dễ mặc mà mấy chị, màu cà phê sữa rồi dễ mặc mà. Giá 101, vòng 1 115 nha. Vòng 1 115, chị nào vòng 1 màu gạch cho chị dịch bầu. Màu gạch cho chị dịch bầu, ok chị dịch bầu nha, màu gạch. Vòng 1 mấy chị 110 là mấy chị sẽ mặc vừa nha. 105 hoặc 110 đó. Màu bơ cho chị Nguyễn Cúc nè. Ok, màu bơ cho chị Nguyễn Cúc nè. Màu bơ em còn nha. Màu đỏ đô cũng dễ mặc nè mấy chị, màu đỏ đô cũng dễ mặc nè. Chị Ngô Ngân. Chị Ngô Ngân màu xanh ngọc nè, ok chị màu xanh ngọc cho chị Ngô Ngân nè. 49 kg rộng nha chị ơi, 49 kg là quá rộng luôn. 49 kg là rộng lắm. Cái form này là chị nào 65 kg là phải bự con. Còn không là 70 75 kg nha. Còn chị nào 65 kg muốn mặc rộng rãi thoải mái là ok. Đó, cái màu màu này cũng đẹp nè mấy chị. Màu cà phê sữa. 110. Màu đỏ đô. Màu bơ anh đang mặc, màu nâu, màu vàng chanh nè. Đó, rồi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em là tay lỡ 101 nha. Em sẽ qua hàng cũng là cô Tông Việt Nam nhưng mà là kiểu khác ha mấy chị. Là kiểu khác nha. Vòng 1 của mẫu này là 115. Chị nào vòng 1 110 là mấy chị mặc ok luôn. Form này 75kg là vô tư nè. 75kg mặc thoải mái luôn á. Mà mặc mát lắm tại vì nó là hàng cô Tông á. Mặc rất là mát nha. Dạ rồi, ok. Chị Mỹ Dung Tăng màu cà phê sữa nha. Cà phê sữa là cái này. Thường thường mấy cái mẫu này là vòng 1 nó 110 à. Mà có cái mẫu em đang mặc tay lỡ 115 luôn là form quá bự luôn. Form quá bự luôn là 75kg mấy chị vô tư. Hiếm có cái hàng hàng cu tông đó mà form 75kg lắm. Rồi. Kiểu em đang mặc nha.
kiểu em đang mặc thì chị nào lấy cái mẫu này, chị nào hồi nãy, lấy cái mẫu hồi nãy thì ghi là tay lỡ cho em nha, tại vì em đã qua kiểu khác rồi. Thì cái kiểu này chị nào lấy thì chốt cho em là thêu ha, chốt cho em là thêu nha, hoặc là chữ cũng được, thôi chốt em chữ đi ha, nó có chữ nó kia, thêu chữ ở phía trước nè, thêu trực tiếp vào áo luôn á nha mấy chị. Cái này thì vòng 1 là 110, form này là chị nào 65-70kg là ok nè, em đang mặc nè, 65-70kg là ok ha. Vòng 1 110 thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ 100 cho tới 105 mấy chị sẽ mặc vừa. Giá là 101 luôn nha mấy chị. Giá là 101 luôn. Em đưa màu cho mấy chị chọn ha. Em đang mặc là màu vàng nè. Rồi ok chị vịt bầu nha, có cái đen, chốt cho chị cái đen một cái à. Cái đen có một cái chốt cho chị. Vòng 1 của áo là 110, chị nào vòng 1 100 cho tới 105 mấy chị sẽ mặc vừa nha. Cái đen cho chị vịt bầu nè. Rồi ok chị vịt bầu nha, giá 101 luôn ha mấy chị. Giá 101 luôn. Mấy chị ghi thêu tay ngắn cũng được ha. Tay ngắn cũng được, hồi nãy là tay lỡ, này là tay ngắn nha. Màu em đang mặc là màu vàng vàng chanh á. Cái này là màu đỏ đô nè. Màu đỏ đô ha mấy chị, đỏ đô á, đỏ đô tại vì trên line nó. Dạ không, cái này là size nó khoảng cỡ 110 thôi, nó không có size nhỏ, nó không có size nhỏ. Rồi, màu cà phê sữa nha mấy chị ơi, màu cà phê sữa. Cái này là mấy chị mặc đơn giản á, mấy chị mặc thường ngày á mấy chị, phối với mấy cái quần em đang mặc cũng được nè, hoặc là mình phối với quần jean cũng được, rồi mình mặc quần sọt cũng được, nói chung mấy cái mẫu này nó dễ mặc ha, mình mặc thường ngày á đó, mặc đơn giản không có cầu kỳ, dáng tâm mốt vải đẹp nha. Màu đỏ đô, màu cà phê sữa, màu xanh bơ nha mấy chị, màu hồng phấn, màu hồng phấn nè, màu màu gì đây, màu vàng nghệ nha, màu vàng nghệ và màu gạch, và màu gạch đó. Chị nào lấy mẫu đây thì chốt cho em tay lỡ ha, có xẻ ở bên like luôn. Em đang mặc là vàng chanh nè, vàng chanh, màu này màu gạch nha, màu vàng nghệ, dáng 101 ha, màu hồng phấn, màu xanh bơ, màu cà phê sữa, màu đỏ đô. Vòng 1 101, chị nào vòng 1 khoảng cỡ 100 cho tới 105 mấy chị sẽ mặc vừa, tầm khoảng cỡ 60kg là mặc rộng rãi nha. Nếu chị nào thích rộng rãi là khoảng cỡ 60kg, còn mặc vừa vặn luôn là 65 cho tới 70kg là mấy chị sẽ vừa ha. 65 cho tới 70kg mấy chị sẽ mặc vừa. Rồi em qua mẫu nha. Dạ màu gạch cho chị Thủy Lê. Ok chị Thủy Lê, cái tay ngắn màu gạch. Ê, này cái nón em bỏ vô đâu cho đừng để nó dơ. Màu gạch cho chị Thủy Lê nè. Ok chị Thủy Lê màu gạch tay ngắn nha. Rồi cái quần lửng em đang mặc giá 70 nè mấy chị, em đưa bông cho mấy chị chọn ha, em đưa bông cho mấy chị chọn nha, giá là 70.000. Quần này thì mấy chị khoảng từ 50 cho tới là 60kg mấy chị sẽ mặc vừa ha, 50 cho tới 60kg. Vòng mông khoảng cỡ 100 cho tới 102 nha, vòng mông 100 cho tới 102. Em đưa màu nha, em đang mặc là mã 1, mã 1 là cái này nè mấy chị, em đang mặc là mã 1 nè. Dạ ok chị Hoa Nguyễn quận 1 là xanh bơ tay ngắn nha, xanh bơ tay ngắn ok chị ha, cái xanh bơ mẫu tay ngắn em đang mặc ha. Rồi ok chị, mẫu em đang mặc là mã 1 nha mấy chị ơi, em đang mặc là mã 1 nha. Rồi mã 2 nè mấy chị, mã 2 nha, mã 2 quần này là form khoảng cỡ 50 cho tới 55kg là mấy chị mặc vừa, lột từ 50 cho tới 60kg ha, 50 cho tới 60kg, giá là 70.000 quần lửng nha mấy chị ơi, quần lửng. Giá là 70. Chị tu quần 2 thì mấy chị, thôi không có xài kem và bút này.
Chị không có xài kem, giờ xài. À là hồi xưa giờ chị không có xài đúng không chị? Hồi xưa giờ chị không có dùng đúng không? Da chị da dầu hay da khô? Lát nữa chị vô inbox á, chị chụp hình cái khuôn mặt của chị cho em đi, để em coi thử cái mức độ lão hóa, với lại em coi thử cái tình trạng da của chị nó làm sao. Nó có đốm nâu, đốm cái kiểu thâm hay là đồi mồi hay cái gì nhiều hay không á. Chị chụp cái khuôn mặt chị gửi qua cho em nha. Chụp bằng camera sau giúp em, đừng chụp camera trước, tại vì cái chế độ của camera trước nó có chỉnh sửa hình ảnh á, nên là nó sẽ không chính xác. Nên chị chụp bằng camera sau, chị gửi inbox cho em nha. Để có gì em lên em coi thử làm sao rồi em cho em dễ tư vấn. Cái này là mã 3 nha, mã 3 nha mấy chị ơi. Cao nám. Cái gì ta, phải không? Phải cao nám, có chai lớn, phải cao nám không chị? Có đó. Có nha. Cái cao nám á, nó có chai, nó có cái lọ lớn cũng có, nó có cái cây son á. Cái cây son mà nó cái dạng cao nhưng mà nó chiết thành cây son để cho khi mà mình tán nó dễ hơn á. Hiện tại em vẫn đang dùng cây son nám á, tại vì cái dạng son mình có dính tay vô mình bôi, mà mình lấy mình cứ quẹt lên ở trên đó đó. Nó có đó. Rồi, em qua mẫu nha. Giá của cây son là 600 á chị. Giá cây son 600. Tính ra nếu như chị bị nám á, cái 600 cái cây son nám á, với lại là chị mua cái bộ này nè, thì cái bộ này nó sẽ lợi hơn là cây son. Nó sẽ lợi hơn cây son nha. Tính ra cái millilit á, nó vẫn bằng nhau. Cái millilit nó cũng bằng nhau. Mà coi như cái này mình tới mấy món luôn, mình tới 5 món luôn. Mình tới 5 món, có sữa rửa mặt, rồi có cái serum, rồi có kem dưỡng, rồi có cái khủ cao nám nữa. Thì tính ra cái này nó lợi hơn. Có cái hộp này nè. Hộp này cũng 600 ngàn mà nó lợi hơn cái son kia. Áo em đang mặc 62kg vừa nha, 62kg là chị mặc thoải mái luôn. Dòng bụng 95 vừa không em đo ngang luôn. Cái gì dòng bụng 95 chị? Cái áo hay cái quần? Cái gì dòng bụng 95 chị Danh Diệp ơi? Cái đơn của chị không biết, hình như con Ngọc nó gửi đi rồi hay sao á. Cái tiền mà nó tính cho. Ủa chưa gửi hả? Quần hả? Vòng vậy không vừa rồi. Quần mà quần dài á thì 105 mà trừ cho 15 là còn 90 không được. Vòng bụng mà 90 là 95 là mặc không thoải mái nha. Cái này mình còn 3 cái nè. Chín lăm là mặc không thoải mái á. Lấy caro nhỏ cũng được. Chị cái này được không chị? Cái này được không? Hay là cái quần sọc sọc như em đi. Tại vì bây giờ nó còn sọc sọc xuống không à. Nó còn sọc sọc xuống không nè. Hoặc là như cái quần em đang mặc đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ok chị nha. Mẫu em đang mặc nè. Đó, cái chất hàng này hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Chất vải rất là đẹp luôn. Chất vải rất là đẹp nha. Bây giờ em ở đây em còn là cái mẫu màu cam. Màu cam đất em đang mặc ha. Thì cái size của nó là vòng 1 100. Chị nào vòng 1 khoảng cỡ 95 mấy chị sẽ mặc vừa nha. Vòng 1 em 90 là mặc như vậy nha mấy chị ơi. Vòng 1 em 90 là mặc như vậy ha. Đó, chị nào mà muốn mặc hơi khoải vòng 190 mà muốn mặc thoải mái xíu là vừa. Còn chị nào là vòng 195 là mặc vừa y luôn á. Giá mẫu này là sale còn 250.000 nha mấy chị hàng Quảng Châu. Nó có dây kiểu hồng ha. Có dây kiểu hồng. Đó, mẫu này chị nào mặc đi làm cũng được, đi tiệc, đi chơi cũng được nha. Sẽ có hai màu, màu em đang mặc là màu cam. Nó còn một size duy nhất à. Còn một size duy nhất mà cũng hết hàng luôn rồi chứ không còn nhiều nữa mấy chị hàng Quảng Châu. Hàng này hàng cao cấp nha. Cái vải nó rất là đẹp. Dạng lưới nhưng mà nó mịn mà nó có cái độ nhũ trong đó nữa ha. Nó có cái độ nhũ ở trong đó nữa. Nó không xanh màu, nó có màu xanh đen mà khôn xanh đen lại là size bự. Hết hàng rồi, nó còn cái màu cam em đang mặc này là còn được 3 cái. Cái màu này đẹp lắm mấy chị. Da chị nào mà trắng á, mấy chị mặc cái màu này cực kỳ đẹp luôn nha. Màu nó dịu chứ nó không có quá nổi. Màu nó dịu chứ nó không có quá nổi đâu. Cái màu em đang mặc là dạng màu cam đất á. Vòng 1 chị nào 95 sẽ mặc vừa nha. Giá 250 nha mấy chị ơi. Rồi em đang mặc là màu xanh đen. Nó có màu xanh đen nhưng nó không có màu đen nha. Có gì kiểu hồng không mấy chị? Xanh đen chị, không có đen. Đây em đang mặc xanh đen nè. Xanh đen nè. Đó, xanh đen thì em còn hai cái à. Cái em đang mặc thì chị nào vòng ngực khoảng cỡ 95 hoặc 97 mấy chị sẽ mặc vừa nha. Vòng 1 của áo là 102. Chị nào vòng ngực 95, 97 mấy chị sẽ mặc vừa. Còn một cái nữa. Ờ, cái nào vòng ngực cũng 102 hết. 95, 97 là mấy chị sẽ mặc vừa đó mấy chị. Giá 250.000 nha mấy chị ạ. Giá là 250.000. Đó, màu xanh. Xanh đen. Rồi, chị nào lấy màu nào thì chốt cho em ha. Dạng lưới nha mấy chị, lưới nhưng mà cái hàng nó cao cấp lắm. Cái vải nó rất là đẹp, mịn nữa, có dây kéo bên hông nè. Rồi em qua mẫu nha, em qua mẫu giá 250. Cái này mấy chị đi làm cũng rất là đẹp. Mà đi tiệc cũng được, cà phê, cà pháo, du lịch cũng được ha. Mang giày hơi cao cao nữa, dễ thương. Rồi em qua mẫu nha. Chị lấy nha, chấm bi. Rồi ok, chị Phương Bích nha, chị lấy mẫu này đúng không? Màu xanh đen đúng không? À, chị cho em xin số điện thoại ha. Cái này là vòng 1 của đầm là 102. Thì vòng ngực của chị khoảng cỡ 95-97. Chị sẽ mặc vừa và đẹp nha. Vừa và đẹp. Em tư vấn size đầm kỹ lắm. Nên mấy chị chỉ cần biết cái số đo của mấy chị là em báo một cái là mấy chị lấy đúng size là ok ha. Co giãn nhẹ thôi chứ không có co giãn nhiều đâu chị. Cái này là co giãn. Ủa có chứ cái. Nó co giãn mà co giãn nhẹ nè. Có co giãn đó nha. Có co giãn mà giãn nhẹ thôi chứ nó không phải giãn như thun đâu. Không phải giãn như thun. Còn cái lớp ở bên trong là nó cũng dạng thun lưới nè. Đó, cái độ co giãn của nó là vừa thôi chứ không có quá nhiều như là thun nha chị. Co giãn nhẹ. À có số rồi hả, ok chị nha. Phương Bích có bị trùng tên không? Con Ngọc nó rành cho mình, nó rành. À mới nè. Dạ rồi ok chị nha, ok chị. Dạ em sợ trùng tên nó giống gì hết trơn. Chứ còn mấy chị mua hàng là coi như em có lưu đơn ở đây hết. Mà sợ trùng tên thôi.
Còn chị, còn cái kén tầm còn nha. Cái kén tầm mà chị nào xài rồi mà mấy chị thích là mấy chị ghiền á. Cái kén tầm á, như chị Huyền Trân nè. Ở trên live không biết có chị Huyền Trân đó không? Chị Huyền Trân là chị dùng cái kén tầm chị ghiền mà. Còn mua về để dành nữa. Nó rửa xong cái da mặt của mình nó không có quá khô mà nó thơm cái mùi giống như cái mùi bắp non á. Mà rửa xong ha, mấy cái mụn đầu đen á, nhất là đầu đen ở lỗ mũi nha, mấy nó ẩn á, mà mình nặng mụn mình ấn nó không ra á. Mình đem mình rửa xong rồi khoảng cỡ chừng, nếu như mấy chị mới rửa là khoảng cỡ 1 tuần là bắt đầu nó trồi lên, nó trồi lên hết mấy cái mụn đầu đen, nó trồi lên trên mũi. Mình cầm cái cây nặng mụn hoặc là mình ấn cái tay thôi, cứ ấn nhẹ ra là bắt đầu nó cứ phun vòi lên, nó cứ gáy lên á. Giá 100 em sale còn 190, mấy bữa 220 á, đây còn 190 nè. Đó. Này mình cứ về mình rửa, mình thấm nước vô xong bắt đầu mình cứ massage mình rửa thôi. Cái này là nó làm giảm mụn cám. Rồi, mẫu em đang mặc nha. Mẫu em đang mặc nè. Đó, chị nào form này chị nào 70 75 kg mấy chị mặc vừa nha. Đầm này là hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị. Hàng Việt Nam xuất khẩu ha. Ở đây em chỉ còn 3 set thôi. Em còn 3 cặp thôi. Giá là 350, em sale còn 290 thôi mấy chị. 350 em sale còn 290, nó là đầm cặp ha. Chị nào 70 75 kg là mấy chị mặc vừa nha. 70 75 kg mấy chị mặc vừa. Dạ rồi, ok chị Danh Diệp ha. 70 75 kg mấy chị mặc vừa nè. Đó, nó là đầm cặp nha mấy chị, đầm cặp. Chị nào 75 kg là mặc ok luôn á. 70 kg thì phải hơi bự bự con một xíu. Vòng 1 khoảng cỡ 110, 115 là mấy chị mặc vừa đó. Vòng 1 mấy chị khoảng cỡ 110, 115 mấy chị mặc vừa ha. Giá 350, em sale còn 290.000. Đầm này là hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu. Em còn 3 cặp nữa nha mấy chị. Đó. Rồi, em qua mẫu nha, em qua mẫu ha. Qua mẫu nha. Chị Cúc Ngô hả? Ngọc nó gọi điện cho chị chưa? Nó gọi cho chị chưa chị? Coi thử trong đó đơn có không? Hả? Chưa chị, vậy là con Ngọc nó chưa. Kiểm đúng món chưa? Đúng. Rồi trừ ra mấy cái chưa? Trừ ra. Đưa đưa chị lấy cái gì chị bỏ vô chị tặng chị. 8 kg. 8 kg 7 kg thôi.
cặp nha mấy chị ơi, đầm cặp ha. Chị xem cái đồng sọc ngang treo phía sau em kế chấm bi á là cái nào? Đây đúng không? Chứ đây là size 148 nha chị ơi, 148 ha, giá là 370 nha. 148, màu xanh đen, hàng Quảng Châu á. Đó, giá là 370. Rồi, mẫu em đang mặc nè mấy chị. Hàng này hàng Quảng Châu mà đang sale nè. À, nó là dạng đầm cặp nha, ở phía bên trong. À, cái đầm phía bên trong là cái đầm đen trơn này nè mấy chị. Cái chất thun của nó giống na ná, giống thun lạnh nha. Nhưng mà nó cũng dày dặn chứ không có mỏng nè mấy chị, cái thun này nè. Nên chị nào mà ví dụ như mình mặc rời cái áo cái đầm đen này không cũng được nha. Mặc rời cái đầm đen này không cũng được. Rồi, nó sẽ có cái áo khoác cho mình ha. Mẫu này em đang sale. Mẫu này giá bình thường là 350 mấy chị. 350 mà bây giờ sale giá còn 250 thôi. Mẫu em đang mặc nè. Chị đang mặc cái quần áo mà bên ngoài cái gì ta? Cái sọc ngang đó em hết nhỏ rồi. Cái sọc ngang nó hết nhỏ rồi, hết size nhỏ rồi. Mẫu em đang mặc mấy chị thì form chị nào vòng ngực khoảng cỡ 90 nha. Em đang mặc là size L đó, size L, ngực chị nào 90, eo 80 là mấy chị mặc vừa y luôn ha. Ngực 90, eo 80 mấy chị mặc vừa y luôn nha. Nó sẽ tặng kèm một cái sợi dây nè. Ví dụ như chị nào thích thì mấy chị có thể là thắt ngang đây, nhưng mà em nghĩ là không có nên thắt ngang, nó sẽ đẹp hơn. Em nghĩ không nên thắt ngang nó sẽ đẹp hơn. Còn có cái dây thắt ngang thì nhìn nó hơi quê ha. Đó, nhưng mà nó tặng thì mình cứ để đó đi, mình làm gì mình làm nha. Rồi, giá em sale còn 250 một cái đầm này nha mấy chị, hàng Quảng Châu nha. Bao hàng cho mấy chị luôn. Một cặp này mà giá 250 quá rẻ. Nội cái áo không á, cái áo khoác không nè, mà mấy chị đi mua không là đã 270 cái áo khoác rồi á. Eo 84 vừa không? Lấy lên size XL đi. À, lấy lên size XL đi chị Phương Nguyễn ơi. Tại vì em đang mặc là size L nha. Cái size XL á, là vòng ngực 95, vòng eo 85 là vừa nha. Em có size XL nữa đó. Size em đang mặc là size L. Có hai size mấy chị, L, XL. Còn ít chứ không còn nhiều mấy chị ơi. Ở đây em còn được 2-3 cái size L nè, một cái size XL, 4 cái size L nha, 4 cái size L, 1 cái size XL và 1 cái size 2X. Và 1 cái size 2X. Rồi ok, chốt cho chị Phương Nguyễn cái size XL nha. Tại vì size XL còn một cái à, thành thử chốt cho chị Phương Nguyễn cái size XL luôn. Size 2X còn cái duy nhất nè. Sale còn có 250 quá rẻ mấy chị. Size 2XL là vòng 1 của đầm là 102 nha. Thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ 95-97 á, vòng eo 90 là vừa. Size 2X nè, vòng eo mấy chị khoảng cỡ 90, vòng 1 mấy chị khoảng cỡ 97 là vừa nha. Rồi ok chị Phượng Bích là em để cho chị cái 2X. Còn chị Phượng Bích ơi, hồi nãy chị Phượng Bích có số điện thoại không? Có, chị mới mua hàng. Rồi ok chị Phượng Bích nha. Chốt cho chị Phượng Bích cái 2X nè. Xong rồi chị Phương gì đây, cái Phương Nguyễn cái size XL nha. Em còn size L thôi. 59kg, 60kg có mặc được không? 59, 60kg là cái size XL là em hết hàng rồi. Bây giờ chỉ còn L thôi. L là mấy chị khoảng cỡ 55, 56kg. Cao cỡ 1m55 trở lên mấy chị mặc vừa nha. Hiện tại bây giờ màu đỏ này em chỉ còn size L thôi. Giá em sale còn 250. Giá em sale còn 250. Em có một cái vàng nữa nè. Cái em đang mặc là màu đỏ là chỉ còn size L thôi nha. Có hai màu em đang mặc. Rồi em chốt 2X cho chị rồi. Cái áo khoác này em đưa cho mấy chị coi nè.
Mấy chị đi ra ngoài mua cái áo khoác này là đã 200 mấy 300 ngàn rồi. Nếu như vô shop là càng mắc nữa. Cái áo khoác không nó đã mắc tiền rồi nè. Đó mà bây giờ nguyên một set mà em sale còn có 200 rưỡi quá rẻ luôn. Nên là chị nào em còn sang lờ. 59kg 1m6 được đó chị. 59kg mà 1m6 là ok đó. Em còn màu vàng nữa nha. Màu vàng thì em còn một cái size XL và một cái size L. Màu vàng thì em còn một cái XL, một cái L nha. Đó, màu vàng nè. Em còn một XL, một L. Thì chị lấy cái XL size màu vàng thôi. Em có một cái XL màu vàng nè, chị có lấy không? Của chị Phương Bích là khoan, chị Phương Bích là 2X hả? 2X là hết rồi, 2X là màu vàng không có. 2X màu vàng không có nha, tại vì size ở bên trong nó size nào nó đi với cái áo khoác là size đó. Màu vàng em chỉ còn một cái L và một cái XL. Còn màu đỏ là em chỉ còn L thôi nha. Rồi, em qua mẫu nha. Mẫu này 350, em sale còn 250 thôi. Không bán lẻ nha mấy chị ơi. Không bán lẻ nha. Bây giờ em bán cái áo này không cho mấy chị giá 270 luôn ha. Ví dụ như 250 luôn thì mấy chị mắc mớ gì mình không lấy thêm cái áo đen ở bên trong. Đúng không? Đó. Cái này là nguyên một cặp nha mấy chị, không có bán lẻ nha. Cái này là nguyên một cặp. Nguyên một cặp của nó là cái đầm đen ở bên trong và cái áo khoác ở bên ngoài nha mấy chị. Cái đầm đen ở bên trong và cái áo khoác ở bên ngoài là nguyên một cặp của nó nha. Cái áo khoác màu vàng này em còn size L và size XL. Chị đổi khoác ngoài. Cái khoác ngoài á, đây nè chị, cái size là nó phụ thuộc vô cái vòng ngực nữa nè chị. Chị đem chị đang lấy size 2X mà chị đổi qua size XL làm sao chị mặc vừa. Đây nè, cái vòng ngực nó còn ảnh hưởng tới vòng ngực với vòng nách nữa nè. Chứ không phải là coi như là nó ở ngoài. Cái áo ở bên trong size nào thì ở bên ngoài size đó. Bây giờ lấy râu ông này cắm cầm bà kia sao được. Nha chị Phượng Bích. Áo khoác không có chốt, khoác lẻ chị ơi. Chị Phương Nguyễn ơi, cái này là theo cặp nha. Bây giờ chị lấy cái cặp XL hay là chị lấy cái cặp chị lấy cặp XL màu đỏ hay là màu vàng? Bây giờ chị lấy màu vàng thì em sẽ đổi qua cái màu vàng cho chị. Chị lấy cái màu vàng á. Bây giờ em đổi cái màu vàng cho chị nha. Ở bên trong áo nó vẫn là màu đen. Đổi cái màu vàng cho chị, xả cái màu đỏ ra nè. Đó, bây giờ màu vàng em chỉ còn L thôi. Còn màu đỏ là em còn L và XL. Rồi ok, em đổi cho chị cái XL màu vàng rồi. Em đổi cho chị cái set đó rồi nha. Đây, màu đỏ nè. Màu đỏ nha, đỏ là đỏ đậm luôn á mấy chị, đỏ đô ha. Đỏ đô nha. Đó, đỏ đô thì bây giờ em còn set L nè. Set L, size L thì chị nào vòng ngực 90, vòng eo 80 mấy chị mặc vừa. Còn size XL chị nào vòng ngực 95, vòng eo 85 mấy chị sẽ mặc vừa nha. Thôi em qua mẫu ha. Sale 350, sale còn 250 thôi. Là cái set này hàng Quảng Châu nha mấy chị. Hàng Quảng Châu. Chị Hồng Hải là size chị bao nhiêu? Chị Hồng Hải size chị bao nhiêu chị? Hồng Hải là 59kg, 1m6 vừa đó. Hồi nãy em có nói vừa đó. Nếu như chị lấy, em có size XL, chị lấy size XL luôn cho chắc ăn. Có size XL màu đỏ nè, em còn size XL nè. Rồi em qua mẫu nha. Lát mà bỏ cái dây này vô. Em qua mẫu. 2X em còn có một cái mà có khách chốt rồi chị Cúc Phô ơi. Hai cái dầu đi thành tận cho rồi.
Rồi ok, chị Hồng Hải nha. Chị Hồng Hải chị cho số cho. Ship nội thành thành phố Hồ Chí Minh là 20, ngoại thành là 25 đến 30 nha chị. Tùy, ví dụ như ngoại thành mà Thủ Đức với lại quận 12 rồi đó là 25. Còn mà Bình Chánh, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ là 30. Ship tỉnh là 30 luôn nha. Tự nhiên đo xong quên. Rắn nợ thiệt. Rồi mẫu em đang mặc nè. Mẫu em đang mặc hàng Quảng Châu. Chị nào mà thích phong cách mà trẻ trung, chị Tấn Thúy còn xem like đó không ta? Mấy cái kiểu này chị vừa mà chị thích nè. Mấy mẫu này nó trẻ trung nè. Thường là Winsurf thì Winsurf gửi là nó gửi trên hệ thống là nó sẽ để chữ Winsurf. Win là nữ hoàng á, WUEN Winsurf nha. Rồi, mẫu này là vòng 1 của đầm 110 á mấy chị. Gửi áo chưa Diễm ơi, Huyền Trân gửi chưa? Chết cha rồi, con Ngọc nó đi bây giờ. Đơn là con Ngọc nó quản lý hả? Đơn là con Ngọc nó xử lý đơn không mà em không có xử lý đơn. Chắc chưa đó chị ơi. Chắc chưa rồi đó. Bữa giờ nó đã gọi nó chốt cho chị chưa? Cái mẫu em đang mặc là dạng đầm cặp nha. Ở bên trong là cái đầm này nè. Mẫu này thì mấy chị lưu ý cái chị dài giùm em. Em cao 1m57 nha chị ơi. Vòng 1 của đầm là 108-110 á. Hàng này nó co giãn nên là mấy chị vòng 1 110 mấy chị có thể mặc. Vòng 1 105 là mấy chị mặc vừa. Đây, mẫu em đang mặc nè. Mình mặc thì mình xanh cái tay áo lên. Hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Đó, mẫu này 350, em sale còn có 220.000 à. Còn có 3 cái chứ không còn nhiều mấy chị. Còn có 3 cái là hết à. Sale còn 220 nha. Em còn 3 set là hết. Vòng 1 là 100. Vòng 1 là 108 đến 110 nha. Chị nào vòng 1 khoảng cỡ 105-106 mấy chị sẽ mặc vừa đó. Giá sale là còn 220 nha mấy chị ơi. Giá sale còn 220. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em ha. Cái này á nó dễ mặc lắm. Ví dụ như nha, mấy chị không có thích cái dạng sọc này đúng không? Ở nhà mấy chị có một cái đầm đen ở bên trong hoặc là một cái đầm màu trắng ở bên trong, mấy chị có thể phối với cái áo này, mấy chị phối chung cũng được, mấy chị phối chung cũng được, nó cũng được ha. Hoặc là ví dụ cái đầm hai dây, đầm ôm body ở bên trong, mình lấy cái áo này mình khoác ở bên ngoài cũng ok luôn. Đó, nó dễ mặc vậy, mình có thể mình phối qua phối lại, phối qua phối lại. Rồi ok chị Tấn Thúy nha, biết cái gu chị luôn, biết cái gu chị luôn. Rồi ok chị Tấn Thúy, cái mẫu em đang mặc nha. Giá sale còn có 220 à, quá rẻ luôn. Mấy cái này mình mặc đi chơi á, mình bạn bè rồi nhiều, mình đi cà phê cà pháo rồi coi như bộ này bộ kia. Mà hàng này hàng cao cấp mấy chị, nên mấy chị cứ giặt xong rồi nếu như chị nào mà chị khó mấy chị giặt tay á, hoặc là nếu muốn giặt máy là phải bỏ vô trong cái túi giặt. Đó là mấy chị giặt, mấy chị giữ một chút là mấy cái hàng này mình mặc rất là lâu. Tại vì hàng cao cấp á, nó không phải ba cái hàng mà hàng rẻ tiền, thành thử mình mặc được lâu. Rồi ok chị Tấn Thúy nha. Cái này em còn 2 set nữa là hết nha mấy chị ơi. Còn 2 set nữa là hết mẫu này nè. Cái gì ta? Chị cô chị nhắn lên cái gì ta? Không phải bằng len chị, không phải bằng len. Cái này là thun nha, còn cái ở ngoài là lưới. Lưới chứ không phải len nha chị ơi. Cái này là thun lưới hay cái gì nè, chứ không phải len. Cái này không phải chất len. Nó bằng lưới hay bằng cái gì nè. Phải lên nha. Rồi em qua mẫu ha. Cái kiểu này em còn 2 set nữa nha. Cái kiểu này là đó, có cái áo ở bên ngoài vậy nè. Mấy chị có thể phối với bất kỳ cái đầm nào bên trong cũng được. Thì đi kèm của nó là cái đầm này. Còn ví dụ như ở nhà mình có cái đầm ôm màu trắng hoặc là màu đen á, mình có thể mình lấy cái áo này mình phối, nói chung phối qua phối lại là mặc được nhiều kiểu.
cái nào xét thì em bán theo xét. Chị Hồng Hải ơi, em có nói rồi, cái nào xét là em bán xét nha. Chứ bây giờ em bán cái áo chị không, ví dụ như mẫu này 220 em bán chị cái áo ở ngoài không 220 cũng đâu có được đúng không? Đó, còn em bán chị ngoài không thì cái ở trong em bán cho ai? Nên là không có đơn lẻ, cái nào xét là ra xét hết nha chị. Đúng rồi, đứng quầy bán thuốc là phải mặc đẹp chứ, coi như mặc xấu rồi coi như mình bán, coi như mình mặc đẹp tự nhiên mình tự tin mình tiếp khách nữa. Mặc dù ở nhà có nấu ăn không đi chăng nữa, không có làm gì cũng phải mặc đẹp đó chị. Cũng phải mặc đẹp. Mấy chị cứ để ý coi, hôm nào sáng mình ngủ dậy nha, xong rồi mình đi rửa mặt, rồi rửa cái sữa rửa mặt mà nó có cái mùi thơm một chút, ví dụ mùi sâm hoặc là mùi sữa bò, tự nhiên là người mình nó hơi tự tin chút rồi. Rồi mình thay, mình tắm rửa rồi mát mẻ người ha, mình thay bộ đồ ra, thay bộ đồ đẹp đẹp một chút ra, xịt một chút nước hoa vô, rồi ví dụ như mình trang điểm makeup cái mặt sơ sơ lên cho nó sáng sủa một tí, son một chút môi nhẹ nhẹ thôi, ví dụ như nếu ở nhà thì son son nhẹ thôi, là tự nhiên con người mình hôm đó người mình nó vui, nó hứng khởi mà nó lại tự tin nữa, chứ không cần gì mà phải đi đâu mình mới chải chuốt mấy chị. Đúng rồi, chị Linh Nguyễn chị nói đúng đó. Nấu ăn không cũng phải đẹp đúng không? Sướng hay coi như đẹp đẹp, cây chồng đứng sau ôm hung cái thấy đã không? Tự nhiên ăn mặc cái lùi xùi vô, đầu tóc rồi bù xù như cái tô quạ, nhìn thấy gớm, mất hồn chạy mất tiêu rồi. Ví dụ thấy mặt đẹp đẹp cái sướng, anh ơi rửa em vài cái chén, anh ơi phụ em coi như lặt cho bó rau, anh ơi này kia, thấy đẹp cái nở lòng nào mà từ chối. Trai mà chê cái đẹp là coi như là trai đó trai bị sao rồi, cong cong quẹo quẹo chứ không thẳng rồi. Chị không tin, bữa nào chị làm coi, chị cứ mặc đẹp coi, xong rồi coi như đang nấu ăn thấy ông chồng xuống rồi coi, anh ơi này anh ơi kia, coi thử ông có từ chối không. Ổng mà từ chối xong chị nói chứ em có nghe là mọi người nói là coi như nấu ăn mà mặc đẹp mà coi như dụ chồng mà chồng không có làm là nói anh là cong cong quẹo quẹo chứ không có thẳng á nha, là ông sùng mình lên tới ông làm liền à. Rồi mẫu em đang mặc nè, còn nhiêu đây nữa là hết nè. Chia đôi cái gì chị Phượng hết? Chia đôi cái gì? Chia chị lấy cái áo ngoài hết. Rồi chia tiền đôi hả? Không có chỗ nào mà bán cái áo mà coi như chủ yếu cái áo ngoài không mà bán chia đôi chắc chết. Chắc sập tiệm luôn á chị Bích. Rồi mẫu em đang mặc bây giờ em còn 190, 185, em còn 2 size. Set đỏ đậm. Set đỏ đậm hồi nãy em mặc á là cái size vòng 1 của nó 100 vòng 1 là 108 110 lận chị, là cái size bự rồi đó. Vòng 1 108 110 nha. Là size tương đối bự rồi. Không chị ơi, em bán nguyên set à, em không có chia, em không có lẻ đâu. Lấy nguyên set nha. Lẻ ra khó bán mà em đã sale rồi nữa. Rồi. Mẫu em đang mặc nè, là vòng 1 100 nha mấy chị ơi. Cái này em có 3 size. Size em đang mặc nè, là vòng 1 của áo 100, bởi vì ở bên trong là thun nha. Còn ở bên ngoài á mấy chị là nó là vôn, do đó là nó không có co giãn. Ở bên trong thì co giãn nhưng mà cái lớp bên ngoài thì nó không co giãn ha. Vòng 1 100 thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ 95 mấy chị sẽ mặc vừa nha. Vòng 1 95 là mấy chị sẽ mặc vừa, kiểu này cũng màu đen nè. Rồi, em có một size nữa là vòng 1 104. Em đang mặc là vòng 1 100.
Còn cái này là vòng 1 104. Có một size lớn nữa để em coi thử vòng 1 bao nhiêu. Rồi ok chị khúc ngô nha. Chốt cho chị cái đỏ đậm hồi nãy sale còn 220 nha. Cái mẫu này sale còn có 180.000 à, hàng Quảng Châu, dày dặn đẹp cực kỳ. Mẫu em đang đưa cho mấy chị xem nè. Rồi, có 4 size, có 3 size nha. À, một size là vòng 1 100, một size là vòng 1 104 và một size nữa là vòng 1 110 nha. Nhưng mà trừ hao lại cho em 5 xăng. Ví dụ như chị nào vòng 1 mẫu size em đang mặc là vòng 1 100 thì chị nào vòng 195 sẽ mặc vừa. À, vòng 1 104 thì chị nào vòng 1 là khoảng 98, 97, 98 là mặc vừa nha. Còn vòng 1 110 thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ 105 sẽ mặc vừa. Giá là sale còn 180.000. Sale còn 180.000 nha. Chị Huyền Trân lấy size nào? Chị vòng 1 bao nhiêu? Mẫu em đang mặc nè. Em cao 1m57 nha mấy chị ơi. Em cao 1m57, mẫu này mặc ngang gối ha. Mặc ngang gối. Chị nào thích để cái dây này thì để, còn không thích để mình về mình cứ cắt cái dây này đi. Đó, mình cứ cắt cái dây này đi. Sale còn có rồi ok chị Huyền Trân nha. À, chị Linh Nguyễn cái vòng 1 chị nhiêu với chị Linh Nguyễn? Đó cái này mấy chị thích thì để, còn không thích thì mấy chị cứ cắt cái dây này đi là mặc thành cái đầm bình thường. À, chị Linh Nguyễn lấy cái size nhiêu ý chị? Khoan chị, 110 nè. À, vòng 1 chị 92. Vòng 1 chị 92. Vậy chị lấy cái áo em đang mặc nè. Chị lấy cái em đang mặc nha, ok chị. Chị Linh Nguyễn lấy cái áo em đang mặc. Đây, em có một cái màu đỏ, màu củ dền nè. Size này size bự nè. 108. Sale còn có 180 mấy chị, hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu chất nặng nề, cái vải nó nặng tay lắm mà nó đẹp nữa. Đây em có cái này nè, vòng 1 110 nha, còn đúng một cái. Màu này còn đúng một cái nè. Rồi ok chị, em lấy cái em đang mặc này là vòng 1 110 nè. À, vòng 1 100 nè. Thì chị vòng 1 92 là chị mặc ok. Cái em đang đưa cho mấy chị là vòng 1 110 nha. Chị nào vòng 1 95 á, 110 là vòng 1 105 chứ quên. Vòng 1 105 là mấy chị sẽ mặc vừa nè. Màu củ dền nha. Còn có một cái à. Màu củ dền còn một cái nha. Vòng 1 giá sale còn 180 thôi. Giá sale còn 180.000 thôi. Hàng Quảng Châu. Cái em đang mặc là màu đỏ ớt nha, màu đỏ ớt. Lấy cái 110 chị. Chị lấy màu nào? Màu củ dền hay là chị lấy màu đỏ ớt? Chị Cúc Ngô lấy củ dền hay là đỏ ớt? Rồi vậy là cái củ dền hết rồi chị Tấn Thúy ơi. Cái củ dền hết rồi chị Tấn Thúy. Chị Cúc Ngô, chị có muốn đổi màu không? Tại vì cái mẫu hồi nãy đầu tiên mà 220 chị lấy cái màu cũng là màu củ dền luôn á, kiểu khác thôi chứ mà màu giống á. Kiểu khác chứ mà màu giống á, chị có muốn lấy qua cái màu đỏ ớt không? Đây nè, kiểu khác chứ mà màu giống á. Rêu này size nhỏ rồi, rêu này vòng 1 có 104 à. Rêu này size nhỏ. Cái rêu vòng 1 104, 105 à. Cái rêu này vòng 1 105. Chị nào vòng 1 100 là vừa. Cái rêu này nè, là vòng 1 105. Alo. Vậy là mình lấy 3 cái thì chị. Alo. Chị lấy 3 cái đúng không chị ơi? Hay là mình chỉ lấy... Đúng rồi chị, có gì không chị? Lấy cái 220 với cái... Rồi rồi, em không có nhu cầu nha chị ơi. Vậy em...
Chị nào lấy cái rêu trước? Tấn Thúy lấy cái rêu trước hả? Chị Tấn Thúy vòng 1 chị nhiêu vậy Tấn Thúy ơi? Vòng 1 chị bao nhiêu? Tại vì chị Tấn Thúy chị lấy cái rêu trước chị Cúc Ngô, chị chốt cái rêu trước chị Cúc Ngô á. Mà nếu như vòng 1 của chị Tấn Thúy khoảng cỡ 100 á thì em sẽ để cái rêu cho chị Tấn Thúy. Còn nếu như vòng 1 của chị Tấn Thúy mà hơn 100 á thì em sẽ nhường cái rêu lại cho chị Cúc Ngô, xong rồi em lấy cái màu củ dền á cho chị Tấn Thúy, cho chị mặc thoải mái. Không biết là vòng 1 của chị Tấn Thúy là bao nhiêu. Rồi em còn màu đỏ em đang mặc nha. Em còn màu đỏ ớt em đang mặc. Thì còn một cái là vòng 1 là 104, với lại một cái nữa là vòng 110 nha. Giá sale có 180 ngàn thôi mấy chị ơi. Rồi vậy là em đổi cái rêu qua cho chị Cúc Ngô nha. Xong rồi để cho chị Tấn Thúy cái củ dền nha. Ê coi mấy giờ đi đón mấy đứa nhỏ cho anh Vũ anh Bọc rồi. Hả? 4 giờ đúng rồi. Em like khoảng 1-2 mẫu nữa là em kết thúc like nha. Mấy chị đi đón mấy đứa nhỏ cho, bữa nay chồng em bận rồi. À, tối nay em sẽ không like nha. Do tối nay không có ai phụ hết trơn á. Ngọc nó đi chơi mất tiêu rồi. Nó hàm hố đi chơi rồi. Xong rồi là bên em like là 1:30 hoặc là trễ hơn khoảng cỡ 5-10 phút gì nha chị. Còn tối thì like 2-4-6, tối thì bên em like 2-4-6 nha. Còn hôm nào mà em bận việc mà không có like á, thì em sẽ thông báo ở trên Facebook ha. 110, 108, 110. Rồi ok, chị Cúc Ngô cái đó sale rẻ, mấy chị cứ mua về để dành mặt đi. Tại vì hàng mấy trăm ngàn mà sale còn có 280, 220 à, sale rẻ nên mấy chị cứ lấy về mình để dành mặt. Mình mặc hàng ngày á. Tại vì hàng xịn, mình mặc cũng nói chung là cũng đứng tuổi rồi á, mình mặc hàng cao cấp á mấy chị, nhìn người mình nó mình cũng tự tin nữa. Rồi mẫu em đang mặc nè, hàng Quảng Châu luôn nha. Hàng này thì chất rất là đẹp nha mấy chị, chất liệu rất là đẹp luôn. Thì mẫu này em đang sale giá là còn 300 ngàn, em đang sale còn 290, em đang sale còn 290. Nó là hai lớp nè, bên trong là thun nha, bên ngoài là lưới. Hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, mẫu em đang mặc là hàng Quảng Châu ha. Đó, số 7, chị nào lấy thì chốt cho em số 7 nha. Hiện tại thì em còn size 118, 128, 11, 12. Hết rồi mấy chị, mấy cái mẫu này hết rồi. Mà nói thật với mấy chị, giá 290 giá rất là mềm luôn. Những cái này là shop nó đang bán toàn là 350 không mà nè. Chị mua cái kiếp kim chỉ đúng không chị? Cái gì? cái ống kim chỉ mà có cái ấy màu đỏ đỏ đúng không? Cái đó em không biết là cái gì á, mà hôm bữa trước có chị nào nói là xỏ vô ngón tay hả để kim khỏi đâm hay là gì? Tại hiện tại chị lấy chỉ vậy em biết luôn. Thôi nói chung là khó quá bỏ qua cái đó chị. Nó không có trợ giúp gì lắm. Rồi. Cái em đang mặc nha, giá em sale là còn 290 ngàn nha mấy chị ơi. Hồi sáng bỏ quên một đơn đúng không? Cái đơn thì chị Dung á. Hồi sáng đâu, hồi sáng bỏ quên đơn của Thái Phượng kìa. Ủa, tại vì hả? Chị Dung là mới lên. Ủa vậy sáng bỏ quên rồi ta.
không, không đếm, quên đếm luôn. Trời ơi, vậy coi như là mất hàng là bó tay á. Không có, đếm ở trong đây rồi là đủ 22 đơn nhưng mà lúc mà cầm ra chị quên. 62kg vừa không là chị đang nói mẫu nào? Mẫu này đúng không? Nó có size mà chị. Size 128 em đang mặc là khoảng cỡ 62kg nè. Là vòng 1 của đầm là 102 thì chị nào trừ hao đầm trừ hao cho em khoảng cỡ 5 xăng. Trừ hao cho em khoảng cỡ 5 xăng nha. Thì em đang mặc là có size 118. Size 118 vòng 1 là 96 thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ 90. 90 92 là mấy chị sẽ mặc được size 118. Size 128 vòng 1 của đầm là 102 thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ 95 đến 97 mấy chị sẽ mặc vừa. Size 138 vòng 1 của đầm là 106 thì chị nào vòng 1 100 hoặc là 101 là mấy chị sẽ mặc vừa nha. Nói chung là mấy chị mua đầm bên em mà mấy chị biết đúng cái số đo của mấy chị là bảo đảm hàng mấy chị mặc chuẩn size luôn, không có sợ bị chật hay là rộng. Đó. Mẫu em đang mặc giá sale còn 290.000, tay là tay vôn nha mấy chị. Nói chung nhìn ở trên like á thì mấy chị sẽ không có tưởng tượng ra được cái hàng, cái vải nó đẹp cỡ nào và cái chất lượng nó như nào. Cứ nghe 290 thì gần tới 300 là mấy chị nghỉ mắt. Nhưng mà khi mấy chị về mấy chị rờ cái mình hàng á, mấy chị rờ cái chất liệu mấy chị sẽ biết ha. Có chị nào mua hàng nhiều bên em là mấy chị biết. Rồi, em qua mẫu nha. Em qua mẫu. Em có nói đi nói lại với mấy chị á, ví dụ như hàng nha, em đi ra cũng cùng một cái mặt hàng đó, nhưng mà ví dụ như cái giá của nó một mẫu á, thì giá của nó ví dụ như em cho là mình mua 100.000 đi, xong cái mẫu khác vải nó đẹp hơn mà 120, em sẵn sàng em mua cái 120 về em like, mặc dù mắc hơn một chút nhưng mà em cũng nói với mấy chị là hàng này là hàng loại một, hàng nó tốt hơn, thì em bao giờ em cũng lấy cái hàng tốt để về bán hết á, chứ không có lấy cái hàng thường. Tại vì khi cái hàng thường về cái chất lượng nó tương ứng với cái giá tiền á thì mình về thường thường mấy chị lớn tuổi mà mình mặc mình thích nó thoải mái, thích cái vải nó mịn. Chứ còn mà mình mua cái hàng về mà vải nó thô nó ráp quá mình mặc không được á, mặc thì không xong, bỏ cũng không xong, mất công uổng tiền. Nên thà mình mua mắc hơn một chút, khoảng 20-30 ngàn cho mà mình mặc cái hàng mình ưng ý. Rồi em like qua cái mẫu này nữa, là hai mẫu này nữa rồi em kết thúc like nha. Hết rồi. Size của chị hả chị Hữu Tiến Trần, nay chị tăng size hay sao vậy? Bữa nay chị tăng size hay là chị mua giùm cho chị hay em gì của chị quên mất tiêu rồi. Chị mua giùm cho chị nào bên Nhật hay là size của chị bữa nay? Chui vòng 120 là phải lên size tới size 7, size 6, size 7 lận á. Size 6, size 7 để em coi thử có hàng nghiêm không thì em đặt cái hàng nghiêm về cho. Cái hàng nghiêm giá nó tầm khoảng cỡ 550 á để em coi thử. Chứ còn mà hàng mà giá cỡ 300 mấy, 400 mấy là size đó không có. Rồi vậy bữa nay chị tăng dữ vậy? Bữa nay chị tăng ký dữ vậy chị Hữu Tiến Trần? Mấy bữa mặc có size có size 5 mà bữa nay lên size dữ vậy? Cảm ơn chị Tấn Thúy nha. Em cảm ơn chị Tấn Thúy nhiều nha. Trời ơi khen em nức mũi. Hôm nào có đơn hay coi như em khuyến mãi mặt nạ hay gì cho. Cái nước chấm, ủa nước chấm bữa chị mấy chai, chị mua lần 6-7 chai gì mà sạch trơn á chị. Chị Hữu Tiến Trần bây giờ chị lấy nhiều chai nữa để em gom lại nhiều rồi em đặt về thêm cho. Chứ cái nước chấm một thùng nó 24 chai mà lấy về mấy chị chốt nhiều với khoảng cỡ 15-20 chai gì đó, xong rồi em đặt về cho. Em đặt về cho. Đầm 75kg. 75kg có đó, mấy cái hàng hôm bữa trước đầm nhung á, đầm nhung mà đầm đi tiệc hàng cao cấp á cũng có đó. Rồi có mấy cái hàng, chị lên album chị coi đi, lên album chị coi nó có cái đầm thiết kế cao cấp mà giá 550 mà em sale còn 490 á, cái đó nó có size 75kg á. À,
Nói thiệt không phải khen thôi. Cảm ơn chị Tấn Thúy nhiều nha. Rồi, mẫu em đang mặc nè. Rồi ok chị Hữu Tiến Trần, à em ghi sổ là 5 chai nước chấm đi để chị gom đơn lại rồi chị ấy cho. 6 7 kg. Rồi, ăn gì ghê chị? Mới này mà 5 6 chai vậy mà sạch trơn hết rồi hả? Rồi, mẫu em đang mặc nè là em còn size XL nha, với lại là size 5XL, còn một cái size XL và hai cái size 5XL. À, size 5XL là mấy chị có thể là vòng đem đo cái vòng 1 thử đi. Cái size 5XL này 70 75 kg vừa nè. Nó dính lại cho chị Coco ơi. Phải rồi nha chị. Cái gì? Không, cái đầm này liền á, không có rồi nha chị. Cái size 5XL là vòng 112 nha. Cái này là liền chứ không phải rồi mấy chị ơi. Nó may liền nha. À, vòng 1 của size 5XL là 112 á. Chị nào vòng 1 khoảng cỡ 105 đến 107 mấy chị sẽ mặc vừa nè. Cái size 5XL này là 70 kg, 75 kg vừa đó mấy chị. 70 75 kg vừa đó. Giá là 300 em sale còn 290 nha. Để ý cái chiều dài giùm em nha. Em cao 1m57 thì em mặc nó trên gối một xíu. Kiểu này thì form nó trẻ trung. Túi là túi đứng nha mấy chị. Túi đứng là cái túi nó nằm ở phía trước. Còn cái túi hông là nó nằm ở bên hông nha. Đó, cái túi đứng. Cái túi đứng nó hay một cái là khi mà những chị mà bự con mấy chị mặc á, nó không có bị chè hẻ cái túi ra. Nó không có mở cái mình căng, mặc chỗ này căng quá là nó chè, nó chẻ cái túi ra mấy chị. Cái túi đứng là nó không. Nó vậy. XL chị đang mặc. Rồi ok chị Thu Trang nha. XL em đang mặc cho chị. Chị Tuyết Nhung cái 5X cho chị Tuyết Nhung nha. Chị Tấn Thúy cái 5X cho chị nha. Là em hết mẫu này ha. Em hết mẫu này. Hai cái 5X là cho chị Tấn Thúy với là cho chị Tuyết Nhung. Còn chị Thu Trang cái XL em đang mặc là hết mẫu này nha. Mấy cái hàng này là chỉ còn mình em còn thôi á, chứ còn mà do hồi ôm hàng về nhiều đó. Chứ bây giờ là đa phần là sạch hàng hết rồi, không còn hàng nữa đâu mấy chị ơi. Bảo đảm những shop khác cũng không có. Mà giá cũng không có được như vậy đâu. Giá bán là coi như rẻ nhất là cũng 350 rồi, chứ không có cái giá mà 290 đâu mấy chị. Hàng Quảng Châu ở bên em còn nhiều nhưng mà đa phần là những mẫu cũ. Thì em sẽ like, cứ like xen kẽ cho mấy chị. Rồi cái mẫu nào mà ví dụ như nó cái kiểu nó lâu và size nó nhỏ rồi đó thì em sẽ sale rẻ xuống cho mấy chị. Em sẽ sale rẻ xuống cho, em sẽ like xen kẽ cho. Để cho hàng từ đây cho tới Tết nó vơi bớt đi. Hàng này là mấy chị cứ chịu khó, mấy chị cứ tốn tiền một chút thôi. Nhưng mà cái hàng này mấy chị mặc cứ mặc hoài, mấy chị không có sợ. À, về nếu như chị nào mà chịu khó mà giặt tay nha, hoặc là mấy chị giặt máy, mấy chị bỏ trong cái túi giặt á, mấy chị giặt là mấy chị giữ kỹ vậy đó, là cái hàng này mấy chị mặc 5-10 năm sau nó vẫn không có bị lỗi, nó không có bị lỗi mốt á. Hàng Quảng Châu là không bao giờ bị sợ lỗi mốt mấy chị. Rồi cái đầm con voi em đang mặc nè, cái đầm này là coi như là em bị ghiền cái đầm này đến độ mà lấy ra hai cái để mặc luôn á. Lấy ra hai cái để mặc luôn á, đi đâu đi chơi ở đâu cũng là mặc cái này đầu tiên. Nhất là đi lên máy bay hoặc là đi xe khách đó, đi ví dụ đi Phan Thiết hay đi gì mà ngồi xe mà đi là toàn là mặc cái này không à. Thứ nhất cái tay nó lỡ nữa nè, lên máy bay rồi nó cũng ấm. Rồi xong rồi nó có cái nón nữa, mình đi mà ví dụ như trời mà mưa bay á, hoặc là ví dụ trời nắng á, bỏ cái khẩu trang y tế ở trong cái ba lô á, mình chỉ cần mình bịt lại là ok, không có cần dù, không còn mũ, không còn nón gì hết trơn. Đó. Hả? Rồi ok chị nha, ok chị, để em coi nha. Ok chị. Cái em đang mặc nha mấy chị, nó hết size rồi, đa phần nó còn size nhỏ không à. Size 118 là size em đang mặc. Là vòng 1 của đầm là 96. Thì chị nào vòng 190 nè. Như bản thân em mặc, em cũng lấy cái size 118 này em mặc nè. Đó. Cái mẫu này thì nó không có túi nha, nó không có túi. À, size 118 nè, size 128. Mẫu này chị nào thích thì lấy hàng, chứ hàng không còn nữa, còn đúng 4 cái duy nhất nè. Còn hai cái size 118 và hai cái size 128 là hết hàng nha.
Size 128 là vòng 1 102, chị nào vòng 1 khoảng cỡ 95 cho tới 97 mấy chị sẽ mặc vừa. Giá 300 em sale còn 290 luôn. Còn 4 cái nữa là hết sạch sành xanh luôn nha mấy chị. Còn đúng 4 cái nữa. Chị nào lấy cái đầm, em nói chị nào mà chưa mặc cái đầm con voi này mà thấy cái kiểu nó đẹp đẹp đó mấy chị đặt hàng đi. Chứ đầm con voi là em còn hai size nha, 118 và 128. Chị Tấn Thúy ơi, cái mẫu này model nè, cái mẫu này vòng 1 110 nè, thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ 105 là mấy chị mặc vừa nè. Mẫu này em sale giá là còn 290 nè. Cái mẫu này trẻ trung này, chị Tấn Thúy, chị có lấy cái mẫu này không? Đó, cái mẫu này thì để ý chiều dài giùm em nha. Mặc dù ở phía dưới nó dài, nó lưới nó dài, nhưng mà phần này là phần lưới nha. Phần dưới là phần lưới, còn cái phần tới cái sọc sọc này là nó ôm á. Đó, nên là chị nào cái này là phải chịu model một chút nha. Phải chịu model một chút, nó trẻ trung ha. Sale còn 290 nha mấy chị ơi, 290 hàng Quảng Châu luôn. Có một cái duy nhất à, size 148 vòng 110. Rồi ok chị Nhung nha. Ok chị Nhung lấy cái này. Cái này chị lưu ý giùm em cái phần phía dưới nha chị Nhung ơi. Cái này hơi modern đó nha, có nghĩa là cái phần lưới này là nó là dạng lưới nha. Còn tới chỗ này nó mới kín đáo á. Nó mới kín đáo nên nguyên cái phần này là nó hở, nó hơi hở nha, kín kín hở hở nên để ý giùm em. Rồi ok chị. Mấy chị ơi, ngày mai và ngày mốt bên em không chốt hàng nha. Thứ hai bên em sẽ chốt hàng cho mấy chị nha mấy chị. Thông cảm nha, tại vì bé nhân viên bên em, nhân viên chốt hàng đó, nó đang nghỉ, nó đi du lịch, nó đi chơi rồi. Cho nó nghỉ đi du lịch để nó kiếm bồ mấy chị. Chứ để nó ế coi như là nó đổ thừa, do là làm mấy chị Diễm xong rồi không có thời gian đi chơi rồi ế nữa. Nên là cho nó đi kiếm bồ. Dạ em cảm ơn chị Tuyết nha. Rồi mẫu em đang mặc nè là size 128, nhưng mà cái form nó hơi bự một xíu. Cái form của nó bình thường 128 là vòng 1 là 102 thôi, nhưng mà mẫu này là vòng 104 mấy chị. Vòng 104, do đó chị nào vòng 1 100 là mấy chị sẽ mặc vừa nha. Hàng Quảng Châu luôn. Mẫu này em sale giá còn 270 nha mấy chị ơi. Em sale còn 270, còn đúng một cái duy nhất. Hàng Quảng Châu nha. Cái này nó có nhúng cái beo nè. Cái chỗ này là nó có cái hoa cài áo. Mấy chị giặt thì nhớ tháo ra cho để mấy giặt nó đánh là nó gãy cái kim nha. Nó gãy cái kim. Rồi, sale còn 270 nha. Vòng 1 chị nào 100 là mấy chị sẽ mặc vừa. Từ 97 cho tới 100 là mấy chị sẽ mặc vừa đó. Giá 270 ha. Cái nền của nó là màu xanh đen nha. Cái nền của nó là màu xanh đen. Rồi, mấy giờ rồi? 4:15. À chắc chàng đi đón mấy đứa nhỏ cái. Ủa chị Nhung ơi, chị vừa không? Chị Tuyết Nhung hồi nãy chị hình như 60 mấy ký, em sợ chị không vừa á. Hồi nãy chị 6 mấy ký là 60 67 ký. 67 ký sợ không vừa, chị vừa không? Vừa không chị Nhung ơi? Thôi đi chị mượn. Em kết thúc like nha, để em đi đón mấy đứa nhỏ cái mấy chị. Rồi chị Tương Huỳnh Hai ơi. Xinh đẹp chị. Chị
chị chụp hình để cho em xem coi thử cái da chị nó có bị cái gì không mà chị đem chị trang điểm chị mắc cúp lên đẹp dày làm sao mà em nhìn thấy. Chị Hai, trời ơi, coi chụp hình để cho em xem da mà coi như trang điểm thiệt đẹp dày sao em thấy. Rồi đẹp lộng lẫy luôn rồi. Em tưởng chị phải bắt cho em cái bộ như vậy. Tiêu Lâm ghê. Chụp hình cho em xem da thử có cái bị đồi mồi hay bị gì không mà trang điểm thiệt đẹp. À 1m62 mà 65kg vừa, chị mặc cái này đẹp á. Rồi ok chị Tuyết Nhung nha. Tối nay em không lên nha mấy chị ơi, tối nay em không lên live nha. Vào tối nay Tiên nó làm tới 5:30 là Tiên nó nghỉ rồi, xong rồi không có Ngọc nữa nên tối không có ai phụ em hết á. Nên tối nay em không có lên live nha. Rồi bye bye mấy chị nha. Đầm Quảng Châu màu sáng là có màu vàng thôi. Chị có thể chị lên trên trên album ảnh đó, em có chụp hết rồi á, hoặc là để thứ ngày mai để em coi ngày mai thử nha, ngày mai em like được thì like nha, còn không là thứ hai em sẽ lên tiếp cho. Bye bye mấy chị nha. Ừ 270.